chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Ông môn trưởng tỷ có không gian, tập 5, tiểu gia hỏa dường như là nghĩ đến cái gì, biểu tình cũng có chút bất an. Cố vân đông xoa xoa tráng, được rồi, kỳ thật tiểu tử này cũng đang sợ, chính là không nói mà thôi. Vân Thư cũng bồi nương cùng muội muội một đoạn thời gian được không? Phòng ở rốt cuộc hơi lớn, đối với bọn họ mà nói lại là một địa phương hoàn toàn xa lạ. Vân Thư cũng mới chỉ có 5 tuổi, ngay từ đầu nhìn thấy nhà mới hưng phấn qua đi, nội tâm vẫn là thực bất an. Rốt cuộc trước kia khi ở cố gia, bọn họ một nhà năm người cũng chỉ có một gian phòng mà thôi cố vân thư lập tức đỉnh đỉnh bộ ngực, ta, ta không sợ. Không có quỷ đâu, đúng, mấy con quái vật không mắt không mũi, cái gì quỷ thắt cổ ma không đầu mà tam thúc nói trước kia đều là gạt người, gạt người mà thôi. Vân thư đương nhiên không sợ, nhưng hiện tại thời tiết đang lạnh, ngươi ngủ một mình dễ bị cảm lạnh. Chờ đến đầu xuân, ngươi muốn ngủ ở gian phòng nào liền ở gian phòng ấy, được. Cố vân thư dùng sức cực gật đào, sau đó cúi đầu, lặng lẽ phun ra một hơi cố vân đông tức khắc cười lôi kéo tay hai đứa nhỏ hướng đến trong phòng nói về bố trí của phòng cố vân thư có xem qua phòng của chính mình bên này có bàn đọc sách bên kia có ngăn tủ cố vân khả thì đơn giản hơn nhiều tiểu cô nương hiện tại có chút thích cái đẹp liền nói muốn ở trong một căn phòng cắm đầy hoa lần trước từng nguyệt mang nàng đi chân núi hái một ít hoa dại nàng liền mang về không ít cũng để trong một góc phòng mùi thơm nhẹ nhàng dương thị không phát biểu ý kiến gì dù sao hai đứa nhỏ nói gì nàng đều gật đầu đều cảm thấy tốt chờ cho một nhà bốn người dạo xong căn nhà đều không sai biệt lắm đến giờ ăn cơm chiều lúc này thiệu thanh viễn mới trở về chỉ là phía sau hắn còn có một chiếc xe ngựa hắn là trực tiếp đem xe ngựa kéo vào nhà mới của cố vân đông vừa xốc lên màn xe liền thấy bên trong toàn bộ là cây mía cố vân đông kinh ngạc nhìn về phía hắn lạnh như vậy mà trên trán thiệu thanh viễn còn có chút mồ hôi, nhưng khóe miệng lại hơi mở ra, cười nói, ta đã đuổi kịp liễu duy, yên tâm, hắn đã đáp ứng là sẽ không nói cho người trong nhà hắn. Hắn biết ngươi chế đường cần cây mía, liền để ta đến thôn trang nhà bọn họ đem mía về, cố vân đông khóe miệng run rẩy một chút, trách không được hắn trễ thế này mới trở về, nghĩ nghĩ, nàng hỏi thiệu thanh viễn, có cần tiền không, khụ, không cần. Thiệu Thanh Viễn hơi hơi cúi đầu, muốn cười, nhưng nhịn xuống. Cố Vân Đông liền vừa lòng gật gật đầu, tính ra hắn còn hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, nàng quay đầu lại chính là có thể giúp hắn thắng hai gian, không đúng, có lẽ càng nhiều gian cửa hàng đâu. Nàng thấy bộ dáng Thiệu Thanh Viễn phong trần mệt mỏi, nghĩ đến lúc trưa hắn cũng không cách nào ăn uống thoải mái do giúp nàng nhìn chầm chầm cố tiên nhi, sau đó lại đuổi theo liễu duy đi lấy mía, tức khắc có chút ấy nấy lên nàng giống như đã lấy việc sai sự hắn làm chuyện đương nhiên, người này như thế nào cũng không hiểu đến việc cự tuyệt sao. Buổi tối ngươi muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi, thiệu thanh viễn nghĩ nghĩ, mới thấp giọng nói, cơm chiên trứng, được, ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi, lập tức liền xong ngay, nàng vén tay áo lên liền đi phòng bếp từng gia, thiệu thanh viễn nhìn bóng lưng của nàng, hơi hơi túng túng tay, ánh mắt thâm u, khóe miệng mang ý cười, hai ngày kế tiếp, Nội thất cho phòng mới liền được đem đến, Cố Vân Đông cũng đem công cụ chế đường dọn tới tân gia bên này, rốt cuộc bên này sân lớn, hơn nữa còn có giếng, tiện hơn rất nhiều. Liễu Duy ngày hôm sau lại tới nữa, kích động nói họ Đào quả nhiên đến tìm hắn gây phiền toái, mặt mày hớn hở đem việc hắn đã hố đào gia như thế nào nói ra. Cố Vân Đông chính là ghét bỏ hắn nước miếng loạn phun, ngay lúc này Thạch Đại Sơn liền tới cửa. Cố Vân Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi vội thoát đi liễu duy độc hại, chạy ra ngoài cửa lớn. Thạch Đại Sơn mồ hôi đầy đầu, nhưng trên mặt lại mang theo hưng phấn. Cố Vân Đông để hắn vào cửa, hắn lập tức xua xua tay nói, Vân Đông, ngươi không phải nói là còn muốn tìm một mảnh đất lớn sao. An Bình Thôn cách vách liền có, 50 mẫu, là một địa chủ ở trấn trên cần dùng tiền gấp, muốn đem bán. Cố Vân Đông ánh mắt sáng lên, An Bình Thôn không xa, lại có 50 mẫu, đó chính là cơ hội khó có được A. À. Thạch Đại Sơn tiếp tục nói, đó nguyên bản chính là đất trồng cây ăn quả, là mảnh đất tốt, chỉ là phía bên vị địa chủ kia không có người nào biết trồng cây, trái cây trồng ra toàn bị sáp còn có chút nhỏ. Hai năm trước trồng loại cây ăn quả khác cũng không thu hoạch được tốt, thành ra cũng không kiếm được bao tiền lời, hiện tại lấy ra bán, giá cả hẳn có thể áp xuống một chút, chỉ là vị địa chủ kia yêu cầu mua một lần hết 50 mẫu, cái này, nói xong câu cuối, Thạch Đại Sơn có chút lo lắng, muốn mua tận 50 mẫu thì bạc bỏ ra trắng chắn, chắn không ít, cũng không biết nàng có đủ hay không. Cố Vân Đông cũng ở trong lòng tính toán một chút, mày không nhịn được trao lại, bạc a, à, căng thẳng a, à. nhưng mà thực mau con người của nàng lại sáng ngời, đối với Thạch Đại Sơn nói, bạc ta sẽ hỏi mượn người khác, Thạch thúc ngươi cứ trước giúp ta đi An Bình thôn hỏi thăm xem, có ai khác đang muốn mua hay không, có thể ép giá được đến nhường nào? Được. Thạch Đại Sơn lập tức xoay người đi. An Bình Thôn đó vừa lúc hắn có nhận thức một người, đó là cha của Cẩu thẳng là Triệu Trụ. Bởi vì Cẩu thẳng cùng thung tử nhà mình có qua lại, hắn cũng không thiếu những lúc tiếp xúc với Triệu Trụ. Thường xuyên qua lại như thế, thật ra cũng quen thuộc không ít, Cố Vân Đông cũng vội vàng trở về nhà ở, vội vã liền đi tìm Liễu Duy. Vừa lúc có thiếu gia giàu như vậy ở đây, việc vay tiền không phải việc khó, quay đầu lại chờ đến khi đường trắng được bán ra, Nàng cũng có năng lực trả lại cho hắn, nhiều nhất cũng trong vòng nửa tháng mà thôi, nhưng ai biết khi nàng vừa tới tiền viện, lại không thấy được Liễu Duy cái người vừa đỉnh đạt nói hồi nãy, nơi đó chỉ có một mình Thiệu Thanh Viễn ở đây, Liễu thiếu gia đâu? Thiệu Thanh Viễn đang cầm cái cuốc giúp nàng xới đất trồng hoa, nghe vậy dừng lại động tác nói, đi rồi, đi rồi. CMN, ai nói là muốn đem chuyện mình hố tên họ Đào nói một ngày một đêm? nàng mới chuyển cái thân nói chuyện với thạch đại sơn có hai câu mà thôi hắn liền đi rồi thiệu thanh viễn đem cái cuốc dựa vào một bên tường giống như đột nhiên nhớ tới việc gấp gì đó ngươi tìm hắn có việc hiện tại hẳn là còn chưa đi xa ta đi kêu hắn trở về hắn nói xong muốn đi cố phân đông nghĩ đến lúc trước hắn cũng là chạy vội đuổi theo xe ngựa liễu duy kết quả đến cơm trưa cơm chiều cũng chưa ăn còn một thân mỏi mệt nàng vội vàng gọi hắn lại từ từ ta không có việc gì, nói là nói như vậy, nhưng mày nàng vẫn là hơi hơi nhíu lại, bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía thiệu thanh viễn, đúng rồi, liễu duy không ở đây, không phải còn có thiệu thanh viễn sao, cố vân đông tức khắc liền cười tủm tỉm đi đến bên người hắn, ho nhẹ hai tiếng, trên mặt treo rõ ràng, mục đích nào đó, thiệu thanh viễn nhướng mi lên, như thế nào, có thể hay không cho ta mượn chút bạc thiệu thanh viễn trước đó không lâu vừa mới mang theo liễu duy đi vào trong núi đánh hai chỉ hưu bào một đầu đại trùng liễu duy ra tay hào phóng ngay từ đầu liền hứa hẹn chỉ cần thiệu thanh viễn dẫn hắn vào núi đánh hưu bào liền cho hắn một trăm lượng bạc kết quả thiệu thanh viễn chẳng những đánh được hai chỉ hưu bào còn có một con đại trùng thậm chí đến cuối cùng còn cứu liễu duy một mạng cố vân đông không hỏi cụ thể bao nhiêu tiền nhưng khẳng định là không ít chờ ta một chút Tiểu Thanh Viễn thậm chí còn không hỏi nàng mượn tiền để làm cái gì, quay đầu liền trở về nhà của mình. Không bao lâu sau, hắn cầm một cái hộp lại đây, cho ngươi, cố vân đông sửng sốt, vậy cũng quá dứt khoát đi. Nàng chậm rì rì mở hộp ra, dây tiếp theo, toàn bộ đôi mắt đều trợn tròn. Cố vân đông ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người đối diện. Nàng duỗi tay, đem ngân phiếu bên trong hộp lấy ra, đếm đếm, lại đếm đếm, 800 lượng hắn cư nhiên có 800 lượng bạc. Người này thế nhưng là một phú hào ẩn mình a, à, phóng mắt ra toàn bộ Vĩnh Phúc thôn, đại khái đều tìm không thấy người nào có tiền nhiều như hắn. Nhưng vấn đề là, ngươi có nhiều tiền như vậy, tại sao còn ăn màn thầu khô khan, ở căn nhà rách nát, quần áo thì vá bên này bên kia như vậy chứ, cho dù hắn sẽ không nấu cơm, nhưng mướn người nấu cũng không thành vấn đề đi. Hoàn toàn không cần thiết giống như dân chạy nạn thế này thiệu thanh viễn nhìn thoáng qua ngân phiếu trong tay nàng ánh mắt bình tĩnh kia giống như đây chỉ là mấy tờ giấy bình thường mà thôi không có một tia cảm xúc sau một lúc lâu hắn mới nói nói một người không sao cả cố vân đông đột nhiên dừng lại nàng thế nhưng cảm thấy những lời này của hắn mặc danh làm mắt nàng có chút cay cay đúng rồi hắn vẫn luôn một mình không có thân nhân không có bằng hữu cho dù là từng gia hắn cũng bảo trì khoảng cách không thân cận không giao hảo người trong thôn coi hắn là hồng thủy mãnh thú, tiểu hài tử nhìn thấy hắn thì e sợ tránh không kịp, độc lai độc vãng, có tiền hay không có tiền đều đối với hắn không có bất luận ý nghĩa gì, chỉ cần ăn no mặc ấm là được, không cần nâng cao phẩm chất sinh hoạt, mọi người đều gọi hắn là sói con, nhưng cố vân đông trước nay chưa từng thấy qua sự tình hắn làm cái gì tổn thương người khác, cho dù là động thủ, đó cũng là người khác trêu chọc hắn trước hoặc là mấy tên hồ lượng du thủ du thực. Nàng là không biết vì cái gì gia gia của Thiệu Thanh Viễn chết thì hắn lại có thái độ lạnh nhạt, nhưng nàng tin tưởng trong chuyện này có nguyên nhân không muốn người khác biết. Cố Vân Đông hơi hơi buộc chặt tay, trong khoảng thời gian ngắn tâm tình trở nên có chút phi diệu. Hồi lâu, nàng mới chậm rãi thở ra một hơi, nói: "Ta mượn 300 lượng hẳn là đủ rồi." Nàng từ bên trong rút ra 6 tờ 50 lượng ngân phiếu, đem hộp đưa qua. Thiệu Thanh Viễn lại lắc đầu, không nhận, "Đều cho ngươi." ngươi cầm đi dùng là được không đủ ta lại nghĩ cách thiệu thanh viễn ngươi tiền đặt ở chỗ ta cũng không có gì để dùng ngươi hẳn là còn muốn mua đất mua cây ăn quả phải dùng tiền nhiều lắm ngươi cũng có thể mua đất thiệu thanh viễn dừng một chút thanh âm hơi thấp trong thôn sẽ không bán đất cho ta vì sao cố vân đông kinh ngạc theo nàng biết trần lương đối với thiệu thanh viễn tuy rằng không phải thực thân cận nhưng cũng sẽ không đối với hắn có cái ý nghĩ gì không tốt coi như một cái thôn dân bình thường, không đến mức mà không bán đất cho hắn đi. Thiệu Thanh Viễn không cảm thấy có cái gì khó mà nói, việc này toàn thôn đều biết, năm đó trời đi Lý gia, vì để trả ơn dưỡng dục của bọn họ, ta đã đứng trước mặt thôn trưởng cùng mọi người hứa hẹn qua, sẽ không mua một mẫu đất nào. Cố Vân Đông quả thực bị hứa hẹn như vậy cấp cho tức mà cười, còn dưỡng dục chi ân, liền không cho ngươi mua đất. Đây thật là quá hoang đường, ngươi lúc trước rốt cuộc nghĩ như thế nào vậy? Năm đó, chỉ cần có thể cùng lý gia đoạn tuyệt quan hệ, bất luận điều kiện gì cũng đều không khó khăn, có lẽ là nhắc tới chuyện của năm xưa, ánh mắt Thiệu Thanh Viễn dần dần trở nên có chút lạnh nhạt, Cố Vân Đông thấy thế, vội nói sang chuyện khác, thôi, mọi chuyện đều đã qua rồi, vậy tám trăm lượng này của ngươi, ngươi dùng. Thiệu Thanh Viễn ngữ khí kiên định, Cố Vân Đông nhấp nhấp cánh môi, ngước mắt nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn ngân phiếu trong tay ngay sau đó lại nhìn hắn sau một lúc lâu bỗng nhiên như là hạ xuống một cái quyết định trọng đại phá lệ nghiêm túc nhìn thiệu thanh viễn ngươi biết ta đang chế đường trắng hẳn là cũng đoán được ta sau này khẳng định sẽ lấy cái này làm sinh ý cố vân đông nói như vậy nếu bạc ngươi không dùng được ta đây liền lấy bạc này của ngươi đầu tư vào đến lúc đó bán đường trắng được lợi nhuận cho ngươi một không hai thành như thế nào nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu bất quá chỉ là sinh ý về đường trắng, về sau ta lại có sinh ý khác liền không có phần của ngươi." Cố Vân Đông nghĩ tới, hiện tại việc tinh luyện đường trắng như thế nào chỉ có nàng biết, việc nàng có rất nhiều, về sau còn muốn chế tạo mức kẹo hoa quả, một người không thể phân thân, tất nhiên muốn tìm được người tin tưởng để chia sẻ. Thiệu Thanh Viễn không thân không thích lẻ loi một mình, hơn nữa là người có dũng có mưu không phải thứ mềm lòng hồ đồ, quan trọng nhất chính là nàng phát hiện người này cùng mình rất có ăn ý, cùng người như vậy hợp tác, bớt lo. Mấu chốt là, nàng phát hiện thiệu thanh viễn dễ nghe lời. Đương nhiên, nơi này còn có một chút tiểu tư tâm của nàng. Thiệu thanh viễn ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới nàng sẽ có đề nghị như vậy, để hắn cùng nàng làm sinh ý. Hai tay bên người hắn bỗng chốc nắm chặt, tự hồ như đang cực lực khắc chế cảm xúc trong mắt. Cố vân đông thấy hắn nửa ngày cũng không phát ra thanh âm, nhỏ giọng hỏi, ngạch, ngươi có phải hay không cảm thấy quá ít vậy một thành thiệu thanh viễn bỗng chốc ngẩng đầu đánh gãy lời nói của nàng một thành là đủ rồi có phải ít quá hay không sao lương tâm của nàng lại có điểm bất an thế này đủ rồi vậy là đủ rồi con ngươi của hắn sáng trong nhìn cố vân đông cười về sau ngươi bảo ta làm chuyện gì ta liền làm chuyện đó có thể quan minh chính lại giúp nàng ở gần nàng mà không cần tìm lý do Cố Vân Đông, lời này sao nghe vẫn cứ thấy quái quái, bất quá sự tình liền như vậy được định rồi, Cố Vân Đông thu 800 lượng bạc, cũng cùng Thiệu Thanh Viễn ký kết hiệp nghị, trước mắt bây giờ số tiền đã dư giả rồi, Cố Vân Đông lập tức đi thôn cách vách, đem 50 mẫu đất kia cấp mua, hoa màu của đất xác thực không tốt chút nào, cũng không biết vị địa chủ kia rốt cuộc là trồng cây ăn quả như thế nào, bởi vì nhà địa chủ kia tương đối gấp, hơn nữa rất có ít người có thể một hơi mua luôn 50 mẫu mà, Cố Vân Đông đảo lưỡi như vàng, đem giả cả một lần lại một lần ép xuống, cuối cùng đinh được 8 lượng bạc một mẫu, tiêu mất của nàng 400 lượng bạc. Cố Vân Đông cảm thấy tiền này thật như có cánh a, đi qua đi lại một chút liền mất tiêu một nửa. Nàng để Thạch Đại Sơn hỗ trợ tìm kiếm loại cây ăn quả thích hợp để gieo trồng, 50 mẫu đất này nàng không tính toán trồng cây mía. Xử lý xong chuyện đất đai, Cố Vân Đông liền lại bắt đầu hết sức chuyên chú chế đường. Liễu Duy cách hai ngày lại tới nữa, muốn nhìn một chút tiến trình, lại bị Cố Vân Đông cấp đuổi đi. Ngươi hôm nay hôm qua cứ hướng bên này chạy đến, nếu đào gia bên kia phát hiện không thích hợp thì làm sao bây giờ? Quay đầu lại ngươi trước tiên bại lộ chuyện đường cắt trắng, vậy đánh cuộc của các ngươi cũng đã có thể xong rồi. Liễu Duy đột nhiên phản ứng lại đây, đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, ta đây liền trở về ta trở về liền làm bộ như là hết đường xoay sở vô kế khả thi nổi trận lôi đình để cho bọn họ được đắc ý mấy ngày nói xong hắn hứng thú vội vàng về nhà cố vân đông khóe miệng run rẩy hai cái nàng hiện giờ cùng thiệu thanh viễn hợp tác tự nhiên sẽ đem phương pháp chế đường giao cho hắn thiệu thanh viễn dám trực tiếp đem toàn bộ tài sản hắn có giao cho nàng tín nhiệm như thế cố vân đông tự nhiên sẽ không cô phụ phương pháp chế đường cũng không cần thiết giấu giếm còn chưa nói Thiệu Thanh Viễn so với nàng còn làm dễ dàng hơn nhiều, có hắn hỗ trợ, tốc độ lập tức liền nhanh rất nhiều. Lại qua thêm một ngày, Cố Vân Đông liền dẫn theo hơn 20 tầng đường trắng, đi huyện thành, Cố Vân Đông đi liễu phủ, bởi vì liễu duy có truyền lời từ trước, nên nàng đi vào cũng không có chịu ngăn trở gì. Liễu Duy nhìn thấy nàng đến đây thật cao hứng, nhìn thấy 20 cân đường trắng kia lại càng cao hứng, liền muốn cầm ra cửa. Cố vân đông không thể nhịn được nữa trực tiếp đạp hắn một cái, không phải nói tốt là 10 ngày nữa sao. Hiện tại thời gian còn chưa có tới đâu, nhưng giờ không phải đã có 20 cân rồi sao? Liễu Duy ủy khuất, cân đủ số rồi hắn liền có thể ném vào mặt đào hành đi, cố vân đông âm thầm áp xuống ngực một ngụm khí, cho nên cái điểm thứ hai lần trước ta nói ngươi quên mất rồi phải không? Điểm thứ hai, Liễu Duy nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng nhớ ra rồi, chỗ dựa. Đúng vậy. Cố Vân Đông hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta hiện tại muốn đi tìm Tần Văn Tranh, thử xem ý tứ của hắn, đệ đệ ngươi còn chưa có đi học đường đi, ngươi tìm cho ta một bộ quần áo gã sai vặt mới đi, vì cái gì muốn mặc quần áo gã sai vặt? Đưa, đệ, đệ, ngươi đi học đường. Nàng cố ý dậy thật sớm chạy lại đây, chờ đến khi cửa thành vừa mở liền tới đây, cho rằng là nàng ăn no rửng mở sao? Liễu Duy xem nàng một bộ dáng muốn ăn thịt người, vội vàng đi tìm Liễu An, mau đi mau đi, tìm một thân quần áo mới lại đây. Liễu An thực mau liền cầm đến một bộ quần áo, có chút lớn, còn may hiện tại thời tiết lạnh, cố vân đông trực tiếp trồng bên ngoài chỉnh sửa một chút là được. Sau đó Liễu Duy liền đi đến sân của đệ đệ hắn, cùng gã sai vặt bên người đệ đệ hắn nói hắn hôm nay sẽ tự mình đưa người đi học đường. Kết quả đệ đệ lãnh khốc liễu giật của hắn vừa đến cửa, liền đem người giao cho Cố Vân Đông. Cố Vân Đông đây là lần đầu tiên nhìn thấy đệ đệ của Liễu Duy, xem tuổi của hắn cũng không lớn hơn Cố Vân thư bao nhiêu, nhưng bộ dáng mặt mày căng chặt chắp tay sau lưng của hắn lại như một tiểu đại nhân. Nhìn thấy Cố Vân Đông, Liễu giật cũng không ngoài ý muốn, trên đường đến đây ca ca hắn đã nói qua, hôm nay bằng hữu của ca ca sẽ đưa hắn qua học đường. Xem ra chính là người trước mặt này, Liễu giật hướng về phía nàng gật gật đầu chỉ chỉ cái rương đặt sách ở một bên. Cầm lên, đi thôi, sau đó để Sa Phu ôm hắn lên xe ngựa, Cố Vân Đông nhìn cái rương đựng sách, không nhịn được nở nụ cười, nàng cũng đi theo lên xe, ngươi cùng ca ca ngươi hoàn toàn không giống nhau, liễu giật gật gật đầu, mặt nghiêm túc nói, cha nói đại ca bất kham trọng dụng, ta trách nhiệm trọng đại, sau này phải quản lý toàn bộ liễu phủ, Cố Vân Đông muốn cười nhưng lại không dám cười. Liễu giật lại tiếp tục nói, ngươi đã là bằng hữu của ca ca ta về sau mong rằng ngươi khuyên đại ca đọc sách viết chữ nhiều vào không cần dẫn hắn đi đến địa phương không nên đi cố vân đông hỏi cái gì gọi là địa phương không nên đi ân ân liễu giật suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được khuôn mặt nhỏ lập tức nhẹn đến mức đỏ bừng hắn nào biết đâu cái gì là địa phương không nên đi chính là cha mẹ hắn nói như thế hắn thuận miệng học theo đối diện với biểu tình tò mò kia của cố vân đông Hắn chỉ có thể dương cổ dùng giọng nói non nớt lên tiếng, người trong lòng hiểu rõ, sau đó, liền nói sang chuyện khác thúc giục xa phu chạy nhanh xuất phát. Cố Vân Đông cảm thấy đứa nhỏ này còn rất có ý tứ, về sau nếu Vân thư cùng hắn ở cùng trường, vậy khẳng định rất thú vị. Nghĩ vậy, nàng nhưng thật ra có chút chờ mong nhìn thấy Tần Văn Tranh, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, nàng bên này vừa xuất phát, bên ngoài Liễu phủ lại dừng lại một chiếc xe ngựa, một thanh niên từ bên trên xe bước xuống liễu phủ liễu lão gia vừa nghe nói có vị cô nương nào vào phủ tìm nhi tử nhà mình liền muốn tìm liễu duy lại đây hỏi rõ một chút thình lình nghe được quản gia nói tần văn tranh lại đây hắn lập tức không rảnh lo nhi tử của mình đi ra ngoài đón không nghĩ tới tần văn tranh nhìn thấy chính mình lại hơi hơi nhíu mày nói chuyện này như thế nào lại nháo đến lớn như vậy hiện tại toàn huyện thành đều biết liễu gia các ngươi có thể lấy ra được đường cắt trắng ngươi như thế nào lại không đem việc này áp xuống áp xuống. Nói đến chuyện này liễu lão gia liền tức giận đến nghiến răng, cũng là do cái tên bại gia tử kia, ta cũng muốn áp xuống, nhưng ta bên này mới vừa tìm đào gia lão gia tử nói chuyện, liễu duy bên kia đã cùng đào hành khu chiên đánh trống hạ tiền đặt cược, ta còn có thể áp như thế nào, tần văn tranh không nghĩ tới liễu duy lại là người không đáng tin cậy như vậy, chuyện này nháo đến quá lớn, nếu không ngăn chặn, e rằng người có tâm sẽ lấy việc này để viết ra một câu chuyện với mục đích riêng. Tần Văn Tranh cùng Liễu Gia là có chút giao tình, Liễu Lão Gia cùng vị kia của Liễu Gia là đường huynh đệ, anh em họ, vị kia khi còn thiếu niên từng trốn nhà đi xa, ngẫu nhiên gặp đương kim hoàng thương lúc ấy còn chỉ là lục hoàng tử, nhân duyên trùng hợp thành thủ hạ của lục hoàng tử, sau lại vẫn luôn âm thầm giúp đỡ lục hoàng tử làm việc, Liễu Lão Gia cùng vị đường đệ này khi còn nhỏ quan hệ cũng không tệ lắm, sau lục hoàng tử lại thành thái tử, vị kia của liễu gia tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên chỉ là lúc ấy tiên hoàng còn trên đời hắn cũng không hảo đặt ở bên người thái tử liễu gia cũng được lệnh điệu thấp hành sự ở phượng khai huyện làm một thương hộ bình thường năm đó tần văn tranh vẫn còn ở triều đình lúc ấy thiếu chút nữa bị ngộ sát chính là vị kia của liễu gia cứu hắn hơn nữa đem hắn ngay lúc đó đưa về chung tuyến với thái tử hắn nghe thái tử nói tạm thời ẩn lùi rời đi kinh thành sau lại ngao du sơn thủy khắp nơi cuối cùng định cư ở huyện thành phượng khai huyện, cũng là kiến nghị của vị kia, hơn nữa được đến liễu lão gia trợ giúp, hiện giờ tiên hoàng qua đời, tân hoàng đăng cơ. Liễu gia đường thúc cũng có thể chậm rãi trồi lên mặt nước, nhưng hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn trung gian, đúng là thời điểm yêu cần điệu thấp, nhưng cố tình lại xảy ra sự tình chế đường này, nếu đây chỉ là ồn ào trong huyện thành cũng liền thôi, hiện tại vấn đề là, việc này cả phủ thành bên kia đều đã biết sáng sớm hôm nay mang tri phủ phái người tới bên này nói cho hắn có người khả năng sẽ mượn chuyện này để làm ra hành động gì đó tần văn tranh tự nhiên không hy vọng liễu gia sẽ xảy ra chuyện lúc này mới tìm đến liễu lão gia liễu lão gia cũng đang sầu đến mức đầu cũng trọc ta đã tìm người điều tra qua hình như là từ một nữ tử nông thôn truyền ra lời nói nói là chính mình có cái bản lĩnh kia cũng không biết liễu duy đây là bị trúng tà gì ngay cả lời nói này cũng tin tưởng, lúc trước còn bị đào hành ký ý đến đánh cuộc hai gian cửa hàng còn chưa tính, nhà của chúng ta thua cũng được, gọi như là mua một cái giáo húng cho hắn. Ai ngờ cứ cách hai ngày, hắn lại đi một chuyến đến cái gì Vĩnh Phúc Thôn, lúc trở về cả người đều điên cuồng, hắn đi giáo húng hắn, hỗn tiểu tử này còn không cho hắn quản, hỏi thế nào hắn cũng không chịu nói, còn ngại hắn phiền, quả thực là nghịch tử đại bất hiếu quả nhiên hắn bồi dưỡng tiểu nhi tử liễu giật mới là cử chỉ sáng suốt kỳ thật hắn nguyên bản cũng tính toán hôm nay tìm người đi vĩnh phúc thôn đem thôn nữ kia đến trình diện hắn lúc trước nghe nói có nữ tử tới tìm liễu duy liễu lão gia đoán hơn phân nửa chính là nàng tần văn tranh cũng kỳ quái liễu duy hắn cũng đã gặp qua tuy rằng không thích đọc sách chỉ số thông minh cũng không cao nhưng biết phải trái rõ ràng cũng sẽ không làm ra loại chuyện không đáng tin cậy như vậy người đó đâu ta đi gặp hắn. Tần Văn Tranh nghĩ rất nhiều, tổng cảm thấy Liễu Duy có chút kỳ quái, mù quán tin tưởng lời nói của một nữ tử như vậy, chẳng lẽ, lâm vào tình cảm không thể tự kềm chế, Liễu Lão Gia liên tục gật đầu, được, ngươi cùng ta tới. Hắn cũng đang muốn đi tìm hắn, hai người bước chân vội vàng đi đến trước viện của Liễu Duy, không nghĩ tới mới vừa bước vào viện môn, liền nghe được Liễu Duy đang đứng đó cười ha ha, thanh âm kia đáng sợ tới mức liễu lão gia giật mình một cái, liền tại thời điểm hắn tức giận, lại nghe đến liễu duy bắt đầu ca hát, sướng đến câu, quá khó nghe rồi, ngũ âm không được đầy đủ còn chưa tính, nghe cứ như quỷ khóc sói gào, liễu lão gia cảm thấy cực kỳ không có mặt mũi. Tần Văn Tranh cũng nhịn không được trừ trừ khóe miệng nhìn về phía liễu lão gia, không phải là bị trúng gió độc gì đi, liễu lão gia sắc mặt biến đổi, vội vội vàng vàng hướng bên trong đi đến. Liễu Duy đang hát vừa mới quay người lại, nhìn thấy hai người vừa tới, tiếng ca đang trong giai đoạn cao trào, lúc này đột nhiên im bặt, cứ như việc bị người ta bóp cổ, biểu tình trên mặt càng là cứng đờ, miệng dương rộng thoạt nhìn phá lệ dữ tợn. Liễu lão gia cảm thấy ngực mình thật đau, vội lại đây đỡ hắn ngồi xuống, như thế nào đang êm đẹp lại phát bệnh điên vậy, ta nghe nói lúc trước có vị cô nương tới tìm ngươi, có phải hay không nàng làm cái gì? cha đây liền phái người đem nàng bắt về, liễu duy chớp chớp mắt, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng duỗi tay giữ chặt cha hắn, kêu lên, khoan khoan, cha, ngươi nói cái gì bệnh điên, ta không nổi điên, ta rất tốt, ta chính là đang cao hứng mà thôi, nghe lời nói này nhưng thật ra còn tính bình thường, liễu lão gia ninh mi, ngươi cao hứng liền, liền giống như quỷ kêu thế này, hắc hắc, cha, ngươi là không biết ta vì cái gì cao hứng. Ta nói cho ngươi, ta, không đúng, ta còn không thể nói, tóm lại ta thực mau là có thể giúp cha kiếm được năm gian cửa hàng, đến lúc đó cha, ngươi cũng không thể lại nói ta là bại gia tử bất hiếu tử, ta cũng thực là vì liễu gia suy nghĩ, liễu lão gia hừ lạnh, thôi bỏ đi, ngươi không thua mất năm gian cửa hàng ta liền cảm tạ trời đất rồi. Ngươi ở đó đi, tần đại ca của ngươi tìm ngươi kìa, cha người thật là kinh thường ta. Liễu Duy biểu môi, ngay sau đó đột nhiên nhìn về phía tầng văn tranh, bỗng chốc lại đứng lên, tầng, tầng đại ca, ngươi như thế nào ở đây, ngươi, cố vân đông mới vừa đi học đường tìm người, tầng văn tranh liền xuất hiện trong nhà hắn. Này không phải bỏ lỡ sao, liễu duy vội vàng thúc giục tầng văn tranh, tầng đại ca ngươi nhanh nhanh hồi học đường đi, liễu lão gia thiếu chút nữa bị tức giận đến ngã ngửa, nhi tử này của hắn thật là đồ bỏ, hắn đập một cái về phía nhi tử, ngươi nói cái gì tần đại ca là tới xem ngươi ngươi đừng không biết tốt xấu như thế không phải cha ta này liễu duy muốn giải thích lại không biết nói như thế nào cho tốt nhưng thật ra tần văn tranh còn nhớ rõ mục đích chuyến đi này của mình nói liễu duy ngươi cùng đào gia đánh đố sự tình nháo đến quá lớn việc này vẫn là nhanh chóng giải quyết cho tốt đi ta bên này nhưng thật ra có cái chủ ý có thể chuyện lớn hóa nhỏ đem chuyện này lừa gạt qua đi chỉ là muốn để cho ngươi chịu chút ủy khuất, ngươi có bằng lòng hay không, ta không muốn, hắn đều sách vả mặt được đào gia, dựa vào cái gì lại muốn chịu ủy khuất, tần văn tranh ngẩn người, có chút đau đầu, ngươi có biết hay không hậu quả việc này có bao nhiêu nghiêm trọng, chờ đến khi thời hạn đánh đố của các ngươi tới rồi, ngươi lấy không ra đường cắt trắng theo như lời ngươi nói, tổn thất của liễu gia không chừng chỉ là năm gian hàng mà thôi đâu còn có khả năng đem toàn bộ liễu gia đều bồi vào, ta biết, Ta đây không phải có thể." Liễu Duy Tâm ngứa khó nhịn, hắn thậm chí còn nghĩ đến việc đem đường trắng phóng đến trước mặt Tần Văn Tranh, nói cho hắn có, hắn đều có, nhưng là không thể, nếu hắn làm hỏng chuyện tốt của Cố Vân Đông, khẳng định sẽ bị nàng rút gân lột da. Liễu Duy nhịn không được trùng mình một cái, không rảnh lo nhiều, duỗi tay liền đẩy đẩy Tần Văn Tranh đi ra ngoài, "Tần đại ca ngươi cứ về học đường trước đi, ngươi trở về rồi thì cái gì cũng sẽ biết, thật sự cầu xin ngươi chạy nhanh trở về đi nếu là ngươi trở về không có kết quả gì buổi chiều ngươi tới tìm ta ngươi nói cái gì ta cũng đều làm theo tần văn tranh sửng sốt hiếp mắt nhìn liễu duy một lát cuối cùng cũng gật gật đầu được hắn cùng liễu lão gia cáo từ liền quay đầu trở về nhà liễu duy thở dài nhẹ nhõm một hơi cố vân đông hẳn là sẽ cảm tạ hắn ân mà lúc này cố vân đông cũng đã mang theo liễu giật tới học đường chỉ là vừa mới xuống xe ngựa liền nhìn thấy trước cửa học đường vây quanh không ít người cố vân đông để liễu giật tiểu bằng hữu đứng tại chỗ dặn dò xa phu trong chừng hắn chính mình chen vào trong đám người bên ngoài vây quanh một đám người nhìn vào hai người đang giằng co bên trong trong đó có một bên đứng ở cửa học đường có bốn người một phụ nhân trẻ tuổi nha hoàng đứng bên người trong ngực của nàng ôm một tiểu cô nương cuối cùng một cái chính là người gác cổng cố vân đông đã gặp qua đứng ở đối diện là một người thoạt nhìn trong độ tuổi trung niên, ăn mặc chỉnh tề áo dài đầu mang phương kháng, thoạt nhìn bộ dáng là người đọc sách. Bên cạnh hắn còn có ba thiếu niên hai hài đồng, tư thế này vừa nhìn chính là thế tới ào ạt. Cố vân đông nhíu nhíu mày, hỏi người bên cạnh xem đã xảy ra sự tình gì. Quần chúng vây xem cũng thực hảo tâm giải thích cho nàng nghe, mấy người này là phu tử cùng học sinh của đông nghĩa thư viện huyện chúng ta nghe nói hôm qua mấy học sinh đông nghĩa thư viện ở một trà lâu có tiếng tham khảo trao đổi học vấn kết quả tần phu tử mang theo phu nhân của hắn cùng nữ nhi cũng ở trà lâu nghe được bọn họ nói ra kiến thức sai lầm liền muốn chỉ ra sửa lại cho đúng kết quả hôm nay phu tử của bọn họ liền mang theo người đi lên lý luận nói người sai mới chính là tần phu tử cố vân đông lúc trước cũng đã hỏi thăm qua biết đông nghĩa học viện này là thư viện lớn nhất phượng khai huyện trừ huyện học ngoại viện trưởng thư viện là một cử nhân học sinh trong đó cũng có năm người có công danh trên tú tài cùng nó so sánh học đường của tần văn tranh liền có vẻ yếu thế hơn nhiều không nói mới thành lập một hai năm liền nói hắn thu học sinh cũng đều là hài đồng chỉ có khoảng mười mấy người mà thôi đừng nói tú tài liền cái đồng sinh cũng không có hơn nữa tần văn tranh là thật sự điệu thấp biết thân phận của hắn đại khái cũng chỉ có mấy người liễu gia bành gia và huyện lệnh đại nhân ngay cả những người nhà của đồng học nhà hắn có hơn phân nửa người cũng chỉ là nghe nói bên này có học đường quà nhập học không cao phu tử hiền lành có học vấn mới đem hài tử nhà mình đến sinh học đông nghĩa thư viện cũng chỉ có vị viện trưởng cử nhân biết hắn rốt cuộc là người phương nào cố tình vị này bởi vì tân hoàng đang cơ trọng khai ân khoa nên đang trên đường dẫn theo học sinh đi phó khảo hôm nay mang mấy học sinh lại đây tìm tầng văn tranh chỉ là một phu tử tầm thường mà thôi các thị cũng bị mấy người này phiền không chịu được, lại vẫn cố gắng nhẫn nại tính tình nói, phu quân nhà ta không ở nhà, các vị nếu là có việc tìm hắn, vẫn là ngày khác lại đến đi, phu tử đứng ở đằng trước nghe vậy cười lạnh một tiếng, không ở nhà. Sợ là biết chính mình hôm qua nói sai lời rồi không dám xuất hiện đi, mất công hắn vẫn là một phu tử dạy học và giáo dục, ở trong bụng không có văn còn cố tính muốn giả thành bộ dáng học thức uyên bác người giống như hắn vậy căn bản không xứng là người đọc sách dạy học và giáo dục sai cho con cháu ta xem cái chức vụ phu tử này của hắn cũng không xong vậy học đường cũng không cần mở đâu các thị sắc mặt đều thay đổi cố tình theo sau phu tử kia mấy học sinh cũng đi theo phụ họa lời nói một lời so với một lời đều bén nhọn người vây xem đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ này rõ ràng chính là đang hủy hoại thanh danh của phu quân nàng các thị nhịn không được tiến lên một bước phu quân ta trong bụng không có văn quả thực là chê cười ngươi không ngại trở về hỏi viện trưởng thư viện các ngươi một chút phu quân ta rốt cuộc có hay không có học thức ai không biết viện trưởng chúng ta đang trên đường đưa học sinh đi phó khảo không ở thư viện ngươi không cần nói cần nói xa chúng ta không cần cùng một người đàn bà nói chuyện kêu tần phu tử ra đây không cần rút ở bên trong không ra tiếng phu tử kia một bên nói một bên tiếng về phía trước các thị không khỏi lui một bước nhỏ nhưng nàng quên mất phía sau còn có bậc thang lập tức cảm thấy không xong người liền hướng ra phía sau ngã xuống nha hoàng kia sợ hãi kêu ra tiếng phu nhân cẩn thận nàng muốn tiến lên đỡ nhưng trong tay còn ôm tiểu thư phía trước lại vừa lúc có người gác cổng kia chắn khoảng cách xa căn bản là không kịp mắt thấy các thị muốn té ngã trên mặt đất một bên đột nhiên lao ra một bóng người nhanh chóng đỡ lấy vòng eo các thị đem nàng đứng vững lại các thị kinh sợ ra tiếng miệng mở ra thở hai ngụm khí kinh hồn chưa hết mở miệng đa tạ nếu không phải nàng được đỡ hôm nay liền phải bị mất mặt trước nhiều người như vậy giọng nói nàng rơi xuống mới phát hiện quanh thân một mảnh yên tĩnh không ai ra tiếng các thị ngẩng người ngẩng đầu nhìn đến tất cả mọi người đều đang nhìn đến bên hông của chính mình nàng hơi hơi cúi đầu nhìn đến cái tay còn đỡ ở trên eo kia theo ngón tay hướng lên trên xem đập vào mắt nhìn là một gương mặt có chút quá mức thanh tú, các thị hơi hơi nhíu mày, gương mặt này, không đợi cho nàng nhìn kỹ, từ phía Đông Nghĩa thư viện bên kia đột nhiên phát ra vài đạo thanh âm cười nhạo, vị phu tử kia càng là trừng mắt thổi râu, trước mặt công chúng, ngươi là một phụ nhân đã thành thân còn cùng cái gã sai vặt ấp ấp ôm ôm còn ra thể thống gì, quả thật là làm nhục văn nhã, học sinh bên cạnh cũng đang cười, trách không được vị Tần phu tử kia nói ẩu nói tả hắn đến chuyện nhà còn quản không tốt nơi nào còn có tâm tư đi nghiên cứu học vấn còn không phải sao nhìn xem hiện tại còn ôm nhau luyến tiết tách ra đâu tiểu hài tử đừng nhìn đừng làm bẩn mắt mình trong đó có một học sinh còn cố ý che lại mắt của hai tiểu đồng đội lớn tiếng nói người bên cạnh vây xem cũng nhỏ giọng nghị luận các thị này nhìn cũng là một người tri thư đạt lý ta ngày thường thấy nàng thì ngay cả lời nói cũng không dám lớn tiếng nói cảm thấy người ta cùng chúng ta không phải là đồng dạng người. Nhưng hiện tại xem ra, chật chật chật, những lời này các thị đều nghe được, sắc mặt tức khắc đỏ lên, cố vân đông cũng trầm khuôn mặt, nàng thoáng nhìn thân mình của các thị, thấp giọng nói, phu nhân đứng vững, đa, đa tạ. Các thị hơi hơi rũ đầu, đứng thẳng thân mình, chính là ngay sau đó, thân mình nàng lại lung lay, trên mặt dần dần hiện ra thần sắc thống khổ cố vân đông theo bản năng duỗi tay lần thứ hai đặt vào eo nàng làm sao vậy thanh âm của nàng tinh tế các thị cũng nghe rõ ràng đây là vị cô nương các thị âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi chỉ là trên chân truyền đến sự đau đớn làm mặt nàng nhăn thành một đoàn chân giống như bị trật rồi cố vân đông lập tức quay đầu nhìn đến nha hoàng vẫn còn đang choáng váng bên kia ngươi còn không mau qua đây nha hoàng đột nhiên hoàng hồn mặt lại trở nên trắng bệch vội vàng đem tiểu cô nương đang dãy dụa buông xuống, đi lên đỡ tay các thị. Phu nhân, ngươi thế nào, nương, ngươi thế nào, các thị lắc đầu, đối với cố vân đông cười cười, thật sự cảm ơn ngươi, nha, còn ở nơi này khó khăn chia lìa sao, này ông một cái, còn ông ra cảm tình luôn rồi, tần phu nhân, ta xem phu quân của ngươi cũng là một cái bất tham trọng dụng, nhìn xem đến bây giờ còn nấp ở phía trong không ra, ngươi không bằng dứt khoát đi theo gã sai vặt này là được cho nên nói thư sinh đã đọc quá thư thời điểm thật sự không có phong độ gì thì lời nói càng thêm khó nghe cố vân đông buông các thị ra nhìn về phía mấy người đông nghĩa thư viện kia phu tử kia khinh thường cười nhạt như thế nào làm trò trước mặt mọi người còn không cho người ta nói mẹ nó một đám vịt mở mắt chó của các ngươi ra cố vân đông đột nhiên duỗi tay lấy mũ ở trên đầu xuống mở to mắt chó hảo hảo nhìn xem cho rõ ta là nữ là nữ, từng sợi tóc dài như tơ rủ xuống, tiếng nói thanh thúy vang vang. Hiện trường yên tĩnh như chết, tất cả mọi người phản phất như bị điểm huyệt, trừng mắt không nhúc nhích nhìn nàng. Sau một lúc lâu, phu tử Đông Nghĩa thư viện mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hung hăng hất hất đầu, ngón tay chỉ vào Cố Vân Đông, "Ngươi, ngươi là nữ tử, như thế nào, chẳng lẽ mắt đã mù rồi, ngay cả tròng mắt cũng không có đúng không?" Học sinh phía sau phu tử nhịn không được kêu lên sợ hãi đã là nữ tử vì sao lại nữ giả nam trang, ta cao hứng, ta vui, các ngươi quản được sao, quản cái rắm. Cố vân đông liếc xéo hắn một cái, hừ lạnh nói, phu tử thiếu chút nữa bị tức giận đến ngã ngửa, cả khuôn mặt đều ửng đỏ, không ra thể thống gì, quả thực là không ra thể thống gì, không chỉ nữ giả nam trang còn ăn nói thô tục hết lần này đến lần khác, quả thực là làm nhục văn nhã, văn nhã cái quỷ nha. Cố vân đông tiến lên hai bước, tới gần phu tử kia, cười lạnh hai tiếng, ngươi đường đường là tiên sinh của đông nghĩa thư viện, không lo dạy học và giáo dục, ngược lại mang theo học sinh của mình tới đây hùng hổ dọa người như thế nào lại không nói là làm nhục văn nhã, ngươi một bên thì nói không cùng phụ nhân chấp nhặt, một bên lại làm trò trước mặt người khác phát ngôn ác ý muốn làm bại hoại thanh danh người khác. Lúc gió sao không nói như thế nào là làm văn nhục nhã đi, phu nhân cũng đã nói là phu quân người ta không ở nhà, Ngươi lại cố tình không tin một hai phải ở trên đường cái nháo đến ồn ào huyên náo gây tắc nghẽn giao thông ảnh hưởng đến, người khác như thế nào không nói làm nhục văn nhã. Cố Vân Đông liên tục tới gần, thanh âm kia lại giòn lại lợi, thế nhưng làm phu tử kia cùng mấy học sinh không chút sức lực chống cự, chỉ có thể một bên trừng mắt một bên lui về sau. Ngươi còn nói chính mình là người đọc sách, nhưng ngươi lại làm hại Tần phu nhân thiếu chút nữa té ngã thì một câu xin lỗi cũng không có ngược lại còn đối với người ra tay giúp đỡ là ta chỉ chỉ rõ rõ nói ra nói vào, thư ngươi đọc đến bụng rồi cũng thải ra ngoài luôn rồi phải không? Cái loại người không tôn trọng người khác không biết lễ nghĩa giống như ngươi thì không được gọi là người đọc sách đâu, nên gọi là tư, văn, bại, hoại, ngươi, phu tử bị mắng đến nói cũng nói ra không được, ta cái gì? Ta nói sai rồi đến ta còn biết người đọc sách tới cửa bái phỏng hẳn là trước tiên nên đề thiệp hẹn tốt thời gian địa điểm lại ngồi xuống đàm cổ luận kim nói chuyện, trời đất chuyện trò vui vẻ, mà không phải là mang theo mấy học sinh hùng hùng hổ hổ chạy đến cửa nhà người ta đối với người già phụ nữ trẻ em nói ẩu nói tả ra vẻ ta đây, ngươi thì cùng mấy người đàn bà chanh chua ngoài kia có gì khác nhau, bây giờ thì không chỉ là phu tử. Ngay cả mấy học sinh kia trên mặt đều hiện lên nang tham phẫn hận, cố vân đông hơi hơi nâng cầm lên, cười lạnh, cái tố chất giáo dưỡng của các ngươi như vậy, quả thực là mất hết mặt mũi của đông nghĩa thư viện, mất hết mặt mũi người đọc sách, ngươi, ngươi. Một học sinh thẹn quá hóa giận, nghẹn nửa ngày đột nhiên nghẹn ra một câu, nói hưu nói vượng, quả thật là, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung nhất, phu tử ở một bên dùng sức gật đầu, nói rất đúng, cổ nhân thành không ta kinh. Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung nhất, cố vân đông lại đột nhiên mắng, các ngươi đúng thật là bất hiếu tử, mấy người sửng sốt, không rõ, chúng ta như thế nào bất hiếu, nương các ngươi không phải nữ tử sao? Các ngươi cư nhiên nói nàng khó dưỡng, không muốn phụng dưỡng nữa đúng không? Đây không phải là bất hiếu thì là cái gì, mấy người bị nói cho mặt đỏ tai hồng, phu tử kia thật sự là bị lên cơn đau tim, chỉ vào cố vân đông, ngươi cưỡng từ đoạt lý, ta việc nào ra việc đó? Thấy ta nói đúng quá thì ngậm miệng lại đi, đừng nói nhiều mà càng mất mặt. Cố Vân Đông một phen chụp bay tay hắn, phu tử sắc mặt dần dần vặn vẹo lên, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, toàn bộ thân mình thẳng tắp ngã ra sau. Phu tử, phu tử, ba cái học sinh kinh hải, vội vàng đỡ lấy hắn, hung tợn trừng mắt liếc nhìn cố Vân Đông một cái rồi chạy nhanh đi. Cố Vân Đông khịt mũi coi thường, người có bản lĩnh thì đừng giả bộ bất tỉnh a, à, hèn nhát. Nàng quay đầu tầm mắt nhất nhất đảo qua đám người đang vây xem những người này mới vừa rồi còn ở một bên nói mát chỉ chỉ trỏ trỏ nói các thị không biết kiềm chế giờ phút này lại nhìn nàng im lặng không dám phát ra tiếng ai dám ra a à? không thấy được nàng nhanh mồm dẻo miệng đến người đọc sách cũng bị mắng cho hôn mê sao các ngươi còn có việc cố vân đông hỏi mọi người lập tức lắc đầu như trống bỏi nhanh chóng vất tay phủ nhận không có việc gì không có việc gì không có việc gì cô nương vừa rồi nói rất có đạo lý là mấy người kia không không quy củ a à, ta nhớ tới trong nhà còn đang nấu cháo đâu ta phải chạy nhanh đi về ta cũng đi trở về giặt quần áo khó có được thời tiết nắng đẹp thế này từng đạo từng đạo thanh âm vang lên mới vừa rồi đường phố còn đứng đầy người nháy mắt lập tức giải tán tất cả mọi người đều đi nhanh phản phất như phía sau đang có người đuổi theo bọn họ vừa đi liền lộ ra xa phu cùng liễu giật đứng cách đó không xa Cố vân đông đi qua, liễu giật miếm môi, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng hai má lại đỏ bừng, tự hồ có chút kích động. Hắn tuy rằng đứng ở ngoài đám người, nhìn không thấy sự tình phát sinh bên trong, nhưng là hắn có thể nghe thấy thanh âm. Hơn nữa có sa phu bên cạnh nói với hắn tiền căn hậu quả, liễu giật đại khái có thể xem như minh bạch. Hắn vẫn như cũ chấp hai tay sau lưng, đánh giá cố vân đông một hồi lâu, ân, xác thật là nữ tử, còn lớn lên khá xinh đẹp liễu giật tỏ vẻ thực vừa lòng ngươi giúp sư nương của ta ngươi thực không tồi có thể làm bằng hữu của ca ca ta nói xong liền đi nhanh đến trước cửa học đường hỏi thăm các thị ngay sau đó mang theo nữ nhi các thị tần an bình hướng bên trong đi các thị đứng ở tại chỗ chờ nàng thấy nàng từ trong xe ngựa đem ra một cái rổ nhỏ mới lại đây cố vân đông một bàn tay đỡ một bên các thị cùng tiểu nha hoàng ở bên kia cùng nhau vào học đường ân nàng liền như vậy công khai vào được. Các thị thực cảm kích nàng, chờ đến khi vào phòng ngồi xuống, lại cảm tạ thêm một lần, hôm nay thực sự cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta khả năng liền phải bị thương, những người đó cũng sẽ không dễ dàng đi như vậy. Cố vân đông đem rổ đặt ở một bên, mới nói, ta còn nghĩ rằng lời nói mới vừa rồi quá bén nhọn cũng không có lễ phép, phu nhân còn thấy ta thô lỗ đâu, các thị sửng sốt, ngay sau đó bật cười, nói cái gì vậy, ngươi là vì giúp ta, ta là người không biết tốt xấu như thế sao. Nói nữa, vài người bên đông nghĩa thư viện ấy cũng xác thật đáng giận, ta cũng muốn hung hăng mắng mắng bọn họ, chính là ăn nói vụn về, cũng không có khí thế như ngươi. Cố vân đông cười, phu nhân này của Tần Văn Tranh cũng thật dễ nói chuyện, chân các thị được nắng lại, còn may không có gì nghiêm trọng. Hạ nhân Tần Gia không nhiều lắm, trừ bỏ người gác cổng ở ngoài, còn có quản gia, cùng với nha hoàng bên người các thị, gã sai vặt bên người tần văn tranh còn có một bà tử lo bếp nút gã sai vặt theo tần văn tranh đi liễu phủ quản gia cũng được phân phó ra ngoài làm việc bà tử kia thì đi chợ mua đồ ăn lúc này mới dẫn đến trong nhà chỉ có vài người các thị lúc này bà tử kia đã trở lại nàng cũng biết xem qua một số thương tổn nhỏ lấy rượu thuốc xoa chân các thị vài cái liền không đáng ngại các thị thay đổi một thân xiêm y lúc này mới từ nội viện ra cùng cố vân đông nói chuyện còn chưa có thỉnh giáo qua phương danh của cô nương như thế nào lại cải trang thành gã sai vặt đi theo tiểu thiếu gia liễu gia lại đây chính là có việc cố vân đông gật đầu ta tên là cố vân đông hôm nay lại đây xác thật là có chút việc cố cô, cô nương mời nói ta muốn nàng vừa mới nói được vài chữ bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân vội vã phu nhân phu nhân ngươi như thế nào cố vân đông còn chưa có hoàng hồn liền nhìn thấy một đạo thân ảnh như gió quét tiến vào chạy đến bên người Các thị trực tiếp ngồi xổm xuống xem xét chân của nàng. Các thị gấp đến độ vội đẩy đẩy hắn, "Đừng, còn có người ở đây đấy." "Ta không có việc gì, chân đã bôi thuốc rồi." Tần Văn tranh sát thật ngửi được mùi thuốc, thấy Các thị không bị tổn thương gì khác, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vừa trở về liền nghe người gác cổng báo phu tử và học sinh của Đông Nghĩa thư viện tới náo loạn, trong lòng gấp đến độ không được, lập tức liền chạy tiến vào lúc này nghe được các thị nói, mới đứng lên, quay đầu nhìn về phía cố vân đông. Ta đã nghe toàn thúc nói, ngươi là người đã cứu phu nhân của ta, đa tạ cô nương, không cần khách khí. Cố vân đông cười tủm tỉm, cuối cùng cũng được nhìn thấy phu tử tần văn tranh trong truyền thuyết. So với trong tưởng tượng của nàng thì nho nhã hơn một chút, xem bộ dáng khẩn trương khi nãy của hắn, hẳn là một kẻ trọng tình. Tần văn tranh đầu óc xoay chuyển thật mau, người gác cổng toàn thúc nói không ngừng về việc đông nghĩa thư viện tới nháo sự, việc phu nhân trẹo chân, còn nói người trợ giúp bọn họ là một cô nương giả dạng thành bộ dáng gã gai vặt của tiểu thiếu gia liễu gia đưa liễu giật đi học đường, lại kết hợp với sự tình phát sinh ở liễu gia, hắn rất nhanh nghĩ tới thân phận của cố vân đông. Bởi vậy Tần Văn Tranh sau khi ngồi xuống liền hỏi, cố cô nương chính là đến từ Vĩnh Phúc Thôn, cùng liễu thiếu gia liễu gia nhận thức, đúng vậy. Cố Vân Đông gật đầu tần văn tranh ngón tay hơi hơi gõ gõ mặt bàn vậy cô nương hôm nay tới chính là tìm ta có việc dừng một chút lại bỏ thêm một câu cô nương đã cứu phu nhân nhà ta phàm là việc ta có thể giúp được tần mổ tuyệt không chối từ cố tình giả dạng thành gã sai vặt tới cửa lại nhận thức đại thiếu gia liễu gia nghĩ đến là biết thân phận chính mình cố vân đông cũng biểu tình nghiêm túc lên vài phần nếu tần phu tử nói như vậy ta đây liền không thách khí ta có một đệ đệ năm tuổi thẳng thắn đáng yêu, thiêu giải nhân ý, thâm minh đại nghĩa, nhận biết đại thể, hoặc bác rộng rãi, băng tuyết thông minh, cô nương, ta biết lệnh đệ là một hài tử phi thường phi thường phi thường không tồi, người có thể nói thẳng trọng tâm, tần văn tranh hơi nghẹn lời, thật chưa thấy qua người khen ngợi hài tử nhà mình như vậy, chẳng lẽ không nên khiêm tốn một chút, nga. Cố vân đông ho nhẹ một tiếng, là như thế này, ta muốn tầng phu tử có thể thu đệ đệ vân thư của ta thành học sinh dạy hắn đọc sách biết chữ chỉ như vậy cố vân đông thực nghiêm túc gật gật đầu ta nghe liễu thiếu gia nói tầng phu tử bắt học đa tài tri thức uyên bác ta thấy liễu gia bọn họ đều đem hài tử đưa đến nơi này đi học nghĩ đến phu tử tất nhiên là không tồi tần văn tranh uống một ngụm trà ân tính ra liễu duy còn có điểm kiến thức ta thu học sinh luôn luôn xem tư chất cùng phẩm tính của bọn chúng nếu là có thể vào được mắt ta, mặc kệ là bần cùng hay phú quý, hắn đều là đệ tử của ta, ta còn chưa gặp qua lệnh đệ, cô nương không ngại mang lệnh đệ lại đây nhìn xem, cố vân đông cười tủng tỉm, không có ngoại lệ. Liễu gia còn không phải là dựa vào nhân tình để đem tiểu bằng hữu liễu giật đưa lại đây sao, tuy rằng nàng thực tin tưởng vào tư chất cùng phẩm tính của đệ đệ mình, các thị ở một bên liền duỗi tay đụng tần văn tranh một chút, tần văn tranh khóe miệng trừ trừ, ho nhẹ một tiếng ngoại lệ thì cũng có cô nương hôm nay đã giúp nhà ta một cái đại ân ta tự nhiên có thể phóng khoáng đáp ứng yêu cầu này tần văn tranh thở dài trong lòng ai ai bảo tại hắn ngưỡng mộ phu nhân đâu hài tử năm tuổi mặc kệ là phẩm tính tốt cũng được phẩm tính không tốt cũng thế hắn tốn thêm chút tâm tư cũng có thể nhiều ít sửa lại được cố vân đông nghe xong lời này liền an tâm rồi trừ bỏ việc này Ta còn có một chuyện muốn cùng Tần phu tử nói chuyện." Tần Văn Tranh mày nhíu lại, "Cô nương này, không phải là được một tấc lại muốn tiến lên một thước chứ, hắn cũng có nguyên tắc của mình." Cố Vân Đông lại nhìn nhìn xung quanh, nói, "Việc này, ta muốn đơn độc cùng Tần phu tử nói." Tần Văn Tranh mày nhíu càng chặt, chỉ là nghĩ đến hắn cũng muốn hỏi một chút cô nương này về sự tình đánh cược của Liễu gia có phải hay không cùng nàng có quan hệ, vẫn là đồng ý, để nha hoàng mang theo nữ nhi đi ra ngoài cũng để gã sai vặt nguyên bản đang đứng ở cửa rời đi bất quá hắn không để các thị đi ta không có việc gì cần gạt phu nhân cô nương có việc thì nói đi vừa lúc ta cũng có việc muốn hỏi cô nương một chút cố vân đông không ý kiến nàng ngược lại cảm thấy phu thê tôn trọng tín nhiệm lẫn nhau như vậy mới làm người yên tâm bất quá tần phu tử có việc muốn hỏi ta vậy thì có điểm kỳ quái vậy phu tử hỏi trước đi vừa lúc nhân cơ hội này hiểu biết nhiều hơn một chút về Tần Văn Tranh, rốt cuộc sự tình nàng sắp nói tiếp theo đây vẫn là yêu cầu cẩn thận, Tần Văn Tranh cũng không chối từ, hắn nguyên bản cũng rất cấp bách, cố cô, cô nương là người vĩnh phúc thôn, lại cùng liễu gia đại thiếu gia kết làm bằng hữu, vậy hẳn cũng biết sự tình hắn cùng đào gia cá cược đi, ta muốn biết, chuyện này có quan hệ cùng cô nương hay không? Di, nguyên lại là cái này, nàng gật gật đầu, là có liên quan tới ta tần văn tranh biểu tình đột nhiên nghiêm túc lên nói như vậy cô nương quả thực chính là vị tuyên bố có thể chế ra đường trắng kia hơn nữa là nữ tử khiến cho liễu đại thiếu gia tin tưởng không nghi ngờ hẳn không phải là người khác tần văn tranh nhịn không được hơi hơi dương cao thanh âm cô nương cũng biết việc này hiện giờ đã nháo tới phủ thành rồi nếu lại không ngăn chặn hậu quả sẽ không dám tưởng tượng các thị lo lắng lôi kéo tay áo của hắn tần văn tranh hơi hơi phun ra một hơi tiếp tục nói ta hôm nay đi liễu gia gặp được liễu đại thiếu gia vốn dĩ muốn khuyên hắn đại sự hóa tiểu nhưng hắn cũng không chịu nghe ta khuyên bảo hắn tự hồ thực tin tưởng cố cô nương nhưng khi hỏi đến nguyên nhân thì hắn lại không chịu nói cố cô nương có thể nói nguyên nhân cho ta được không nguyên nhân rất đơn giản bởi vì liễu thiếu gia tin tưởng ta có thể chế ra được đường trắng tần phu tử vậy ngươi tin tưởng sao tần văn tranh đột nhiên muốn cười cố cô nương ngươi là người ta hôm nay gặp mặt lần đầu tiên, thậm chí tới giờ khắc này, ta còn không biết được phương danh, bối cảnh gia đình cùng phẩm tính của cô nương, ta lại như thế nào tin tưởng được ngươi có cái bản lĩnh kia chứ, một bộ dáng nói rất có đạo lý, cố vân đông gật gật đầu, không lượng nhất cái rổ vẫn đặt ở một bên bàn lên, ngay sau đó kéo ra tấm vải bố che phía trên, lộ ra một cái bình gốm sứ bên trong, vậy phu tử xem xong cái này. Rồi nói xem có tin hay không ta có bản lĩnh này. Tần Văn Tranh sửng sốt, nhìn nhìn cái bình kia, ngay sau đó cùng các thị nhìn nhau liếc mắt một cái, "Phu tử mở ra nhìn xem." Cố Vân Đông làm một cái thủ thế thỉnh, Tần Văn Tranh dừng một chút, biểu tình căng chặt mở cái nắp ra, vừa nhìn liền thấy, thứ bên trong từng hạt từng hạt tinh tế, trắng trắng một mảnh, phản phất như là muối, phản phất lại không phải, đây là, có thể nếm thử. Lần này Cố Vân Đông cẩn thận hơn, chuẩn bị một cái muỗng nhỏ Rốt cuộc phu tử người ta cũng là văn nhân, tổng không thể giống như liễu duy trực tiếp đổ ra tay đi. Tần văn tranh hồ nghi cầm muỗng nhỏ lấy một chút, chần chờ một lát, mắt thấy các thị muốn tự mình lại đây ăn, lúc này mới tiến đến bên miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ngay sau đó, đồng tử đột nhiên co rụt lại, thình lình bật dậy khỏi ghế đứng lên. Ngọt, đây là, cố vân đông cũng đi theo đứng lên, như ngươi chứng kiến, đây là đường cắt trắng, phu tử hiện tại tin tưởng ta có bản lĩnh này sao, tần văn tranh cả người rung lên, đôi mắt chợt trở nên sáng ngời có thần. Cố vân đông bị ánh mắt này của hắn nhìn chầm chầm đến lông tơ cũng đều dựng lên, có loại ảo giác chính mình giờ phút này đang tỏa ánh hào quang lấp la lấp lánh, nàng bình ổn tâm thần, mới nói, phu tử, tần văn tranh lại một lần nữa ngồi xuống, một tay múc một muỗng đầy đường, rồi đưa toàn bộ vào trong miệng, ngay sau đó nhắm mắt lại, tinh tế nhấm nháp, cố vân đông, không cần làm cái vẻ mặt như hút cần vậy chứ khi tần văn tranh lần nữa mở mắt ra đã bình tĩnh không ít nhưng ánh mặt lại như cũ là cực nóng mừng như điên hắn hơi hơi hít một hơi cố cô nương này thật là ngươi điều chế sao đúng vậy hảo hảo a ngươi chính là vì quốc gia của chúng ta làm ra cống hiến thật lớn vì quốc gia làm ra cống hiến không 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 cố vân đông cười nói phu tử đừng tân bốc ta lên quá như thế Ta chỉ là một nữ tử nông gia bình thường mà thôi, đường này của ta cũng chỉ muốn đem đi bán lấy tiền, nhưng lại gánh không nổi gánh nặng như vậy." Tần phu tử khóe miệng run rẩy một chút, nàng như thế nào mà một chút cũng không hưng phấn thế? "Chính là Cố cô, cô nương, ngươi nên biết nếu đem phối phương hiến cho triều đình, ngươi sẽ nhận được phần thưởng so với bạc còn đáng giá quan trọng hơn." Cố Vân Đông gật gật đầu, "Có lẽ ngươi nói đúng, ta có thể có được danh dự, được bề trên khích lệ, được thưởng một chút bạc." thậm chí còn được ghi danh trên sách sử lưu truyền ngàn đời nga đại khái sẽ viết là cố thị phượng khai huyện vĩnh phúc thôn ngay cả đến cái tên cũng không có tần văn tranh gật gật đầu này không phải thực minh bạch sao đây chẳng lẽ không tốt sao ít nhất tần văn tranh là muốn được thanh danh như vậy cố vân đông đương nhiên là tốt chính là chỗ tốt về sau đâu ta chỉ là cố vân đông của vĩnh phúc thôn ta hiến phối phương cho triều đình ta sẽ chẳng còn có thể dùng, thậm chí nếu ta muốn làm gì cần đường trắng ta còn phải tự mình đi mua, tương lai nàng còn phải làm sinh ý của nàng là bán mức trái cây, này này đó đó đều yêu cầu một lượng lớn đường trắng, nhưng đường trắng ở các tiệm tạp hóa kia giá cả quả thực là cắt cổ người, cho dù hoàng đế có nhận thức nàng là người chế tạo ra đường trắng thì thế nào, không quá một tháng liền quên mất, nàng không có nơi để kiếm tiền. Cuộc sống sau này chỉ sợ so với trước kia còn không bằng cũng giống như mấy quán quân của thế vận hội Olympic ở hiện đại, thời điểm vì nước làm vẻ vang cỡ nào kích động nhân tâm làm người kính nể yêu thích, nhưng chờ đến sau khi xuất ngủ, lại có bao nhiêu vận động viên như vậy có cuộc sống thoải mái chứ, thậm chí sinh hoạt còn trở nên cuẩn bách khốn cùng, lợi ích về sau, có thể vì chính mình tính toán, vẫn là chỉ có bản thân mình. Cố Vân Đông tự nhận mình là một người ích kỷ, không vĩ đại như vậy. Tần Văn Tranh nhíu nhíu mày, nói như vậy cũng không có sai, chỉ là, vậy ngươi hôm nay tới tìm ta là, sau khi đường trắng này được bán ra ngoài, chỉ sợ có không ít người mơ ước, cho nên, ta muốn tìm một người có năng lực đáng tin cậy để hợp tác, tần phu tử cũng không phải như các phu tử khác, chúng ta hợp tác, chia lợi nhuận, như thế nào, tần văn tranh sửng sốt, cô nương này thế nhưng là đánh cái chủ ý như vậy, chính là, hắn hơi hơi lắc lắc đầu, mày nhíu lại, tần mổ tuy rằng không phải là người đại phú đại quý nhưng cũng không phải là thực thiếu bạc huống chi đường trắng này đối với ta mà nói chính là một củ khoai lang phỏng tay hắn thật ra cũng rất muốn hợp tác làm ăn nhưng hoàng thương nếu đã biết khẳng định sẽ không tha cho hắn đây là đường trắng đồ vật tuyệt vô cận hữu lại không phải cùng người hợp tác mở tiệm cơm hay cửa hàng gì cái loại buôn bán kia thì lợi nhuận dễ lấy nhưng đường trắng này thì không dễ lấy Cố vân đông nghe được hắn cự tuyệt, dường như cũng không ngoài ý muốn, như cũ cười mở miệng, vậy tần phu tử, không ngại nghe khiến nghị thứ hai của ta một chút chứ, gì, còn có. Tần văn tranh không khỏi ngồi thẳng thân mình, ngươi nói, cố vân đông chỉ chỉ đường trắng, phối phương đường trắng, có thể hiến cho triều đình, tần văn tranh ánh mắt sáng lên, lại nghe đến nàng nói tiếp, nhưng là có điều kiện, điều kiện gì, triều đình phải cho phép ta tự mình chế tạo mua bán đậu má rõ ràng là nàng làm ra tới nàng mua bán còn phải trải qua triều đình cho phép thật đau trứng a à. nhưng cố vân đông minh bạch nàng không có khả năng đem kỹ thuật tinh luyện đường trắng vẫn luôn nắm giữ ở trong tay thứ này không giống với công thức nấu ăn người này không có người kia có chính mình có thể cất giấu để sau này làm truyền thừa thế hệ con cháu tương lai có thể có một tay nghề tổ truyền nhưng đường trắng lại là liên quan đến sinh kế của bá tánh Tương lai là cả ngàn cả vạn hộ cần đến nó, nàng chỉ là một nữ nhi nông gia nho nhỏ, dám chơi lũng đoạn sao? Một giây sau đã bị người ta ghế không kịp nát, nhưng là nàng có thể cho triều đình lũng đoạn a? Cố Vân Đông thấy Tần Văn Tranh trầm mặt, tiếp tục nói: Tần phu tử, chúng ta người ngay không nói tiếng lóng, muốn ta đem phối phương dân cho triều đình chỉ có một điều kiện duy nhất đấy thôi. Đương nhiên, triều đình cũng có thể không đáp ứng. Dù sao cũng chính là vừa đe dọa vừa dụ dỗ ta, nhưng là ta cũng chỉ muốn đạt thành kết quả mà mọi người đều hài lòng. Tuy rằng ta muốn lén mua bán, nhưng ngươi yên tâm, số lượng ta làm ra sẽ không lớn, hơn nữa điều ta muốn làm nhất cũng không phải làm sinh ý về đường trắng. Nói đến đây nàng hơi hơi đè thấp thanh âm, bất quá triều đình lại có thể tinh luyện ra một lượng lớn, Tần phu tử, hiện giờ quốc khố đang trống không đi, ngươi đừng có nhìn ta như vậy thứ cho ta nói câu đại bất kính này, tiên hoàng là cái dạng người gì chúng ta đều biết, huống chi đương kim hoàng thượng vừa đăng cơ, lập tức liền chấp bút đi vĩnh ninh phủ cứu tế bạc, vậy quốc khố kia còn có thể có bao nhiêu bạc hơi ngẫm lại chút liền biết, tần văn tranh sắc mặt ngưng trọng lên, cố vân đông thanh âm càng thấp, nhưng đường trắng này, có thể giúp hoàng thượng kiếm được một số tiền lớn đấy, đường trắng thứ này nhìn đẹp mắt, số lượng lại ít, ta nghe nói hôn quý kinh thành hơn phân nửa đều thích đua đòi, vậy nếu họ biết có vật như vậy còn không phải là tìm mọi cách mà mua sao nhưng đường trắng nằm ở trong tay triều đình còn không phải là hoàng thượng nói bao nhiêu tiền thì đó là bao nhiêu tiền sao lại nói đường trắng cũng có thể xuất khẩu đến các nước láng giềng chẳng những thể hiện kỹ thuật tiên tiến của quốc gia cũng có thể kiếm một đống tiền từ bọn họ có phải hay không tần văn tranh theo ý nghĩ của nàng càng nghĩ càng cảm thấy có thể tuy nói đường trắng tương lai sẽ phổ biến đến từng nhà bá tánh bình thường nhưng hoàng thượng vẫn là có thể thừa dịp mấy năm nay trước tiên hảo hảo kiếm một chút bỏ thêm vào quốc khố không phải sao cố vân đông tiếp tục nói ta đây cho dù là lén mua bán cũng chỉ sẽ đem giá cả định đến cùng triều đình không sai biệt lắm số lượng của ta lại không nhiều đại bộ phận người vẫn là muốn hỏi chỗ hoàng thượng để mua đúng không chỉ cần tần phu tử làm chỗ dựa cho ta để người khác đừng tìm phiền toái cho ta ta liền đem phối phương nói cho ngươi. Tần Văn Tranh trầm mặt, suy nghĩ hồi lâu, mới rút cuộc thận trọng gật gật đầu, được, ta đây hiện tại có phải hay không có thể đi Vĩnh Phúc Thôn nhìn xem ngươi như thế nào tinh luyện ra đường trắng này. Tần Phu Tử vẫn là hỏi phía trên trước, xác nhận lại đi. Tần Văn Tranh nhìn thật sâu vào hai mắt của nàng, cô nương nhìn một chút đều không giống một nữ nông gia bình thường, ta cũng cảm thấy ta băng tuyết thông minh. Các thị đang an an tĩnh tĩnh ở một bên cũng nhịn không được cười ra tiếng, tần văn tranh banh mặt cũng nhịn không được run rẩy một chút, lắc đầu bật cười nói, vậy cố cô nương chờ một lát, ta đi viết phong thư, nói xong, hắn cầm đường trắng liền đi. Các thị vừa rồi vẫn luôn nhìn, nghe được tần văn tranh phải rời khỏi, còn nghĩ chính mình có phải hay không có thể ăn thử một chút đường trắng đẹp để kia một chút, không nghĩ tới phu quân nhà mình lại là một kẻ không hiểu phong tình, thế nhưng lại trực tiếp cầm đi. Tần Văn Tranh thật mau viết xong tin, để người dưới đem bình đường trắng cùng bức thư kia ra roi thúc ngựa đưa đến Kinh Thành. Sau khi trở lại, lại cùng cố vân đông hàng huyên thời gian thật dài. Các thị phân phó cho hạ nhân nấu cơm trưa, mời cố vân đông ở lại tầng gia ăn cơm. Nàng vừa đi, các thị có chút lo lắng hỏi tầng văn tranh, việc này, có thể thành sao? Tầng văn tranh nhìn xe ngựa đang đi xa, dũi này nắm lấy tay các thị, thấp giọng nói, hoàng thương là một quân chủ yêu quý nhân tài. Các thị liền minh bạch, hơn phân nửa là có thể thành. Nói như vậy, Cố cô, cô nương có thể lén chế tạo buôn bán đường trắng, vậy chẳng phải làm cho không ít người chú ý đến, kinh thành bên kia muốn hỏi thăm ra tới cũng không phải là việc khó, lại nói tiếp, cho dù Cố cô, cô nương có đem phối phương toàn bộ hiến cho triều đình rồi chính mình từ đây mặc kệ, những người đó vẫn có thể tra ra được người khởi xướng là nàng. Yên tâm đi, ta ở Phượng Khai huyện này cũng đã nhiều năm, hiện giờ huyện lệnh là người của Mang Tri phủ những người đó muốn đem tay vói tới còn phải hỏi qua ta có đồng ý hay không tần văn tranh nói xong liền nở nụ cười kế tiếp ta sợ là muốn bận một thời gian cần phải nhờ phu nhân quán xuyến nhiều hơn rồi ngươi là vì biết sau này bận rộn không có thời gian dạy học nên mới vừa rồi đáp ứng cố cô nương thu đệ đệ nàng làm học sinh sao việc này không vội ít nhất cũng phải chờ đến tin tức của phía bên kinh thành kia đưa tới chúng ta mới có cái tâm tư kia Tần Văn Tranh phán đoán không sai, năm ngày sau, Kinh Thành gửi thư, suốt đêm đưa đến Tần Phủ, một phong thơ thật dày, có thể thấy được phân lượng của chuyện này đối với Hoàng thượng là rất coi trọng. Tần Văn Tranh hủy đi tin tức, khóe miệng lộ ra ý cười. Sáng sớm ngày kế, hắn liền mang theo các thị cùng nữ nhi Tần An Bình cùng đi Vĩnh Phúc Thôn. Khi xe ngựa tiến vào Vĩnh Phúc Thôn, thôn dân trong thôn đã không hiếm lại giống như lần đầu Cố Vân Đông đến đây. Trước cuộc là từ khi cố gia mua xe ngựa, liễu đại thiếu gia thường xuyên lại đây, xe ngựa liền không còn là vật hiếm lạ nữa. Bất quá vẫn có hài tử theo sau xe ngựa, Tần An Bình lần đầu tiên tới địa phương như vậy, nhìn những tiểu hài tử đó cùng mấy hài tử trong học đường nhà mình không giống nhau, liền hơi hơi có chút hưng phấn, muốn xuống xe ngựa, lại bị các thị cản lại. Tiểu cô nương nhà mình tính tình cũng không phải là yên tĩnh gì, thật muốn cùng mấy hài tử cùng lứa tuổi chơi, khẳng định đã muốn chơi đến điên rồi tần văn tranh vén màn xe lên hỏi mấy tiểu hài tử ở bên ngoài xin hỏi cố gia cố vân đông đi như thế nào hắn ngay từ đầu còn sợ rằng mấy hài tử này không biết rốt cuộc hắn còn không biết tên của phụ thân cố vân đông nào ngờ tiểu hài tử cư nhiên đồng thời gật đầu cố gia muốn hỏi nhà khác có khả năng còn không biết con nhà cố gia trong thôn ai không biết a à? cái nhà ngói gạch xanh khí phái nhất nhôn chính là nhà nàng thật uy phong trong đó một tiểu hài tử lập tức hướng tới phương hướng nào đó lớn tiếng kêu lên, "Vân thư, Vân thư, có người tìm nhà các ngươi kìa, có phải người thân thích của các ngươi hay không a?" À? Tiểu hài tử kia có chút hâm mộ, nhà Vân thư có tiền, thân thích tới lui cũng có tiền, nhìn xe ngựa to, so với nhà nàng còn phú quý hơn. Tần Văn Tranh theo tầm mắt của tiểu hài tử kia trong sang, liền thấy một tiểu hài tử đứng rất xa, cầm một cái khăn đang lau tay cho tiểu nữ hài bên cạnh có lẽ là không nghe thấy tiếng hài tử kêu, cố vân thư cũng không có quay đầu, tiểu hài tử kia còn muốn kêu thêm, tần văn tranh vẫy vẫy tay, chính mình xuống xe ngựa, hương tới bên kia đi qua, vân thư. Tên này còn không phải là tên đệ đệ cố vân đông từng nói qua sao, tần văn tranh chậm rì rì đi đến phía sau hắn, liền nghe được giọng nói non nớt nhưng kiên nhẫn liếu lo vang lên, xem ngươi sau này còn dám chạy trốn nhanh như vậy không, may mà quần áo mặc cũng dày. Té không nặng, phản nhất té bị thương, ngươi không được khóc nhẹ nhé, lần sau không được chạy có biết hay không, muốn tìm ca ca thì trực tiếp lớn tiếng kêu hai tiếng, ca ca chẳng lẽ sẽ không đợi ngươi sao, cố vân thư cầm thăng thật cẩn thận quan sát lòng bàn tay của nàng, đại khái là đè trúng hòn đá nhỏ, có chút hồng, may mắn không trề da, tiểu cô nương đôi mắt hồng hồng, đầu nhỏ lại dùng sức lắc lắc, ta không chạy, ngươi thổi thổi hai cái đi. Nói xong đem tay nhỏ duỗi duỗi về phía trước, Cố Vân Thư thật sự nghiêm túc thổi thổi hai cái cho nàng, sau đó tiểu cô nương liền cảm thấy mỹ mãn cười, "Được, không đau nữa rồi, đi thôi, chúng ta về nhà trước thay cho ngươi một bộ quần áo khác." Cố Vân Thư dắt tay nhỏ của nàng, ai ngờ vừa mới xoay người, liền nhìn thấy Tần Văn Tranh ở phía sau, Cố Vân Thư chớp chớp mắt, "Xin hỏi ngươi có chuyện gì sao?" Tần Văn Tranh an an tỉnh tỉnh nghe cuộc đối thoại của hai huynh muội đối với tiểu hài tử này ấn tượng tốt lên không ít. Các tiểu hài tử khác ở độ tuổi này đều là chính mình phần phật chạy ra ngoài tìm tiểu đồng bọn chơi, có thể cẩn thận chiếu cố tiểu muội muội của mình, một chút không kiên nhẫn cũng không có, thật sự khó được. Hơn nữa đứa nhỏ này bộ dạng cũng tốt, rất có lễ phép. Nghe Cố Vân Đông nói, hắn đã nhận dạng được chữ, xem ra không phải là cố ý thổi phòng. Ta tìm nhà đại tỷ Cố Vân Đông của ngươi, ta ở huyện thành tới, họ tần tần văn tranh nghĩ cố vân đông nếu cấp đệ đệ tìm phu tử ít nhất là đã nói qua với hắn giới thiệu như vậy tin tưởng cố vân thư nên biết chính mình là ai ai ngờ hắn chỉ là gật gật đầu hỏi ngươi nhận thức đại tỷ của ta tìm nàng có việc gì sao tần văn tranh cố gia nha đầu thế nhưng không cùng đệ đệ đề qua hắn ho nhẹ một tiếng tần văn tranh ổn ổn tâm thần mới nói trước đó vài ngày cố cô nương đi huyện thành đã trợ giúp thê tử nhà ta Hôm nay ta mang thê tử thê nữ tới cửa bái phỏng, Cố Vân thư vừa nghe liền cao hứng lên, đại tỷ của ta rất tốt, nàng Thiện Lương xinh đẹp lại có khả năng, nhìn thấy thê tử ngươi gặp nạn khẳng định sẽ ra tay giúp đỡ. Cố Vân Khả ở một bên cũng gật gật đầu, còn thông minh nữa, Tần Văn Tranh ngước mắt nhìn nhìn trời, nhớ tới ngày đó Cố Vân Đông khen ngợi đệ đệ nhà mình mà lôi một đống thành ngữ để xuất khẩu, cảm thấy đây là di truyền a, tỷ đệ khen ngợi lẫn nhau đều không mang theo kim tốn. Cố Vân Thư đối với Tần Văn Tranh thái độ lập tức tốt lên, "Ta mang ngươi đi đến nhà của chúng ta." Dứt lời nắm tay Cố Vân khả đi về phía trước. Lúc này mới ở cửa thôn, nhà bọn họ ở chân núi, cách có chút xa, Tần Văn Tranh liền muốn cho hai người lên xe ngựa. Không nghĩ tới Cố Vân Thư thực kiên định lắc đầu, "Chúng ta cứ đi bộ đến là được." Đại tỷ nói, "Không thể lên xe ngựa của người xa lạ, vạn nhất bị bắt cóc thì làm sao bây giờ?" ai bảo hắn cùng muội muội đều thật xinh đẹp thật đáng yêu thật đẹp mắt đây. Tần Văn Tranh nghe vậy, cũng không lên xe ngựa nữa, để gã sai vặt giá xe theo ở phía sau, chính mình bồi hai tiểu gia hỏa đi đường, vừa đi vừa nói chuyện phím, càng nói lâu Tần Văn Tranh càng thích hai huynh muội này. Hắn phát hiện Cố Vân Thư thực thông minh, trên phương diện đọc sách rất có thiên phú, hơn nữa phẩm tính của hài tử này cũng không tệ, Tần Văn Tranh liền nổi lên ái tài chi tâm, sự yêu thích đối với người tài muốn hảo hảo bồi dưỡng hắn đoàn người thực mau tới chân núi cố gia tuy rằng còn không có dọn đến tân gia nhưng ban ngày cố vân đông giống nhau đều ở bên này bởi vậy cố vân thư trực tiếp mang theo mấy người đi đến nhà mới ngay sau đó hướng tới bên trong lớn tiếng nói đại tỷ đại tỷ có tần tiên sinh tần phu nhân từ huyện thành tới tìm tỷ tần văn tranh vẫn đứng tại chỗ mở to hai mắt ngơ ngác nhìn nhà ngói gạch xanh khang trang trước mặt cố gia thế nhưng khí phái đến vậy sao tầng văn tranh như thế nào cũng không thể đem nhà ngói gạch xanh khang trang trước mặt này cùng cố gia liên hệ với nhau không phải nói một nhà cố vân đông là dân chạy nạn đến đây sao không phải nói phụ thân nàng đến nay vẫn còn mất tích chưa tìm được sao hơn nửa lúc trước cố vân đông cùng hắn nói chuyện phiếm rõ ràng đã biểu thị chính mình thực thiếu tiền thật nghèo một bộ dáng lúc nào cũng phải kiếm sinh ý từ đường trắng đây là lừa dối lừa dối nhà nàng so với nhà mình còn tốt hơn nhìn xem đường vào cửa còn rải sỏi nhìn xem vườn hoa chung quanh chỉnh chỉnh tề tề này nhìn xem gạch lớn mới tinh này so với nhà địa chủ còn xa hoa hơn thời điểm cố vân đông ra tới liền nhìn thấy các thị ôm nữ nhi từ trên xe đi xuống nàng vội cười tiến lên tần phu nhân các ngươi tới mời vào mời vào các thị cùng nàng chào hỏi liền nắm tay nữ nhi đi vào bên trong đi được vài bước lại phát hiện tầng văn tranh còn đứng tại chỗ không khỏi quay đầu lại nhìn xem tầng văn tranh giờ phút này lại bày ra vẻ mặt phẫn nộ nhìn cố vân đông cười lạnh một tiếng nhà của cố cô nương thật là làm cho người ta không tưởng được các thị nghe vậy lúc này mới chăm chú nhìn lại ngay sau đó con ngươi sáng ngời nàng đương nhiên đã gặp qua nhà xanh gạch ngói thậm chí còn gặp qua những ngôi nhà tinh xảo điêu lãm họa đống nhưng căn nhà trước mặt lại làm cho người ta cảm giác không giống nhau có chút không giống người thường, rồi lại làm người có loại cảm giác thực ấm áp, thực thoải mái. Cố Vân Đông nháy mắt minh bạch Tần Văn Tranh đây là thẹn quá thành giận, nghe cái giọng điệu âm dương quái khí này, lập tức thở dài một hơi. Cũng không phải sao, căn nhà này của ta chính là toàn bộ tài sản mà ta tích góp được, hiện tại không một xu dính túi, ngay cả quà nhập học cho đệ đệ ta đi học đường cũng gom không đủ, cho nên muốn nỗ lực kiếm tiền a. À. Cố Vân Thư một bên nghe xong vội vàng nói đại tỷ ta không đi học đường, ngươi không cần quá nỗ lực, sẽ mệt, không được. Tần Văn Tranh lại dẫn đầu phản đối, tư thế chém đinh chặt sắt, ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Cố Vân Đông, đi vào trong rồi nói tiếp, một đám người vào nhà, Cố Vân Đông mời họ nước đường, đây là dùng đường trắng để pha, so sánh với đường đỏ, thì phản phất như không có thêm bất cứ thứ gì, nước vẫn là trong suốt, nhìn rất thoải mái thanh tân. Nhưng khi uống vào trong miệng lại ngọt tư tư. Các thị thoải mái thở ra một hơi, nhìn về phía nữ nhi nhà mình, thấy nàng đã lộc cộc lộc cộc uống hết toàn bộ, hơn nữa đem cái ly không đưa cho Tần Văn Tranh để xin thêm một ly nữa. Tần Văn Tranh lúc trước cũng đã đem toàn bộ đường trắng đưa đi kinh thành, chính mình không giữ lại chút gì, cho nên nghiêm túc mà nói thì hắn vẫn là lần đầu tiên uống được nước đường như vậy, không khỏi âm thầm gật đầu, quả nhiên không tồi. Uống xong nước đường rồi, Tần Văn Tranh nhìn thấy hai huynh muội đang an an tĩnh tĩnh đứng bên cạnh Cố Vân Đông như là phải cho nàng thêm can đảm, không khỏi cười nói: "Vân thư, chúng ta cùng đại tỷ của ngươi có việc muốn nói, ngươi có thể hay không mang bình nhi của nhà chúng ta đi dạo một lát?" Tần An Bình nghe được nóng lòng muốn đi, rất là hưng phấn. Nương nói, đến nhà người khác làm khách phải biết ruột rè yên tĩnh có lễ phép, cho nên nàng vẫn luôn khắc chế không dám quá hoạt bát nhưng từ lúc sáng sớm nàng đã rất mong được cùng vân thư vân khả nói chuyện rồi cố vân thư ngước mắt nhìn về phía đại tỷ nhà mình thấy nàng gật gật đầu hắn liền tiến đến trước mặt tiểu cô nương tần an bình nói đi thôi ngươi phải theo sát chúng ta bằng không sẽ bị lão hổ trên núi ngậm đi mất đấy tần an bình lập tức kích động trên núi có lão hổ sao ngươi đã gặp qua rồi sao ngươi có thể mang ta đi sao nhà ta lần trước được hai đầu hưu bào nhưng đã chết ta thật ra. Khụ khụ. Các thị nhịn không được đỡ tráng, chờ đến khi ba tiểu hài tử đều rời đi, tần văn tranh mới mở miệng, kinh thành bên kia có hồi âm rồi, hoàng thượng đồng ý điều kiện của ngươi, hơn nữa hoàng thượng cũng công đạo, cố cô nương cứ việc chế tạo buôn bán, sẽ không có người tới tìm ngươi gây phiền toái. Đương nhiên, đây là chỉ những đại quan quý nhân bên ngoài muốn phân nhau một chén canh lớn, trong đó bao gồm cả huyện thành như là Chi Lưu Đào Gia nhưng là những hạng người như bọn đạo chích vẫn là để cố vân đông tự mình chú ý cẩn thận. Tần văn tranh có thể giúp liền tận lực giúp. đây quả thật không có biện pháp. nếu muốn làm buôn bán thì không thể tránh được những phiền toái này. không nói cố vân đông, cho dù là liễu gia thế lớn như vậy, đồng dạng vẫn có người âm thầm ngán chân, thậm chí sẽ xếp gian tế trộn lẫn quấy phá sinh ý nhà bọn họ. cố vân đông biết hắn là mang tin tức tốt đến cho mình, lập tức gật đầu ta đây liền an tâm rồi nếu đã xác định tần phu tử có muốn tự mình xem quá trình chế đường hay không đương nhiên tần văn tranh liền có chút kích động hắn chính là đã chờ mong hồi lâu cố vân đông dẫn bọn hắn đi hậu viện hiện giờ nơi chế đường là ở hậu viện thiệu thanh viễn giờ phút này đang sắp xếp mấy cây mía nhìn thấy bọn họ lại đây liền rửa tay đi đến tần văn tranh đánh giá hắn liếc mắt một cái người này là ai a à? cùng cố vân đông có quan hệ gì, lớn lên nhưng thật ra cao lớn vĩ ngạn, ánh mắt còn thực lạnh lùng, nhìn thế nhưng làm người ta vô cớ không tự chủ được để mắt đến. Tần Văn Tranh chưa thấy qua Thiệu Thanh Viễn, lúc trước thời điểm bồi liễu duy đi học đường, hắn chỉ là đi theo quản gia giúp đỡ đem hưu bào bắt được đến phòng bếp, sau đó liền đi ra ngoài. Bất quá hắn lại là biết Tần Văn Tranh, ngày ấy cố vân đông trở về, cũng không có gạt hắn về chuyện nàng đã nói cùng Tần Văn Tranh cố vân đông giới thiệu nói vị này chính là thiệu thanh viễn là người hợp tác làm sinh ý đường trắng với ta hợp tác cố vân đông gật đầu đúng vậy ta không phải đã nói sao vì xây nhà ở ta một chút tiền cũng không còn thế nên cũng chỉ có thể tìm người hợp tác ta là thật nghèo a à, tần văn tranh ta tin ngươi mới có quỷ hắn không hề rối rắm việc này nữa đối với thiệu thanh viễn gật đầu liền nhìn về phía đồ vật trong viện bởi vì còn chưa cho sản xuất theo số lượng lớn, cho nên công cụ cũng chỉ có hai bộ, hơn nữa có chút đơn sơ. Tần văn tranh tiến lên sờ sờ, xác thật sờ đến một chút đường trắng đường đỏ, tay dính dính, nhưng là làm cho người ta thực hưng phấn. Mau, ngươi mau tinh luyện một lần cho ta xem. Tần văn tranh bộ dáng có chút gấp không chờ nổi, cố vân đông liền đi lấy tạp về, ai ngờ mới vừa tính toán mang vào người, đã bị thiệu thanh viễn ngăn lại hắn tiếp nhận tạp về trong tay cố vân đông, để ta làm đi, dù sao ta cũng rất quen thuộc, ngươi ở một bên nhìn, nói cho tần phu tử một chút, cố vân đông nghĩ nghĩ, liền gật đầu, cũng được, tần văn tranh hơi hơi nhướng mày, chưa nói cái gì, thiệu thanh viễn thực mau lấy nước mía đã ép xong đến, để vào nồi nấu, chờ đến khi tất cả cô đặt lại kết tinh thành đường màu vàng đen. Mới đổ vào thùng trung ngưng kết thành đường cát đen, ngay sau đó đặt một cái phễu trên trên miệng lưu, dùng một cái vá được bệnh từ rơm rạ, đem đường cắt đen bỏ vào phễu, sau đó dùng đất đỏ thủy xối vào cái phễu, hắt ra từ cái phễu chảy vào phía dưới lưu trung, cái phễu đường liền biến thành màu trắng, chia làm 5 tầng, tầng trên cùng ước chừng cao 4, 5 tấc là trắng nhất, tầng văn tranh từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, trơ mắt nhìn thiệu thanh viễn từng chút từng chút đem đường trắng đã tinh luyện xong lấy ra, phản phất như là hắn có phép thuật vậy. Nguyên bản đang là đường vàng đen, trải qua một đạo trình tự làm việc, thế nhưng trở nên trắng nõn như vậy, hắn biểu tình càng thêm kích động, Thiệu Thanh Viễn làm xong hết thảy mới thu tay lại, Tần Văn Tranh ở một bên hô hấp không khỏi thả chậm, "Hảo, thật tốt quá." Hắn lập tức liền muốn động tay thử làm một lần, Cố Vân Đông thấy thời gian không còn sớm, vội ngăn cản hắn, "Tần phu tử, ăn trưa trước đã, ăn xong rồi ngươi thử cũng không muộn, bằng không đợi ngươi làm xong, mọi người đều đói bụng hết rồi." Tần Văn Tranh đột nhiên hoàng hồn, có chút lưu luyến không rời rời đi hậu viện. Cơm trưa vẫn là ăn ở nhà từng gia, nội thất nhà mới tuy rằng đã dọn vào, nhưng vẫn còn phải để vài ngày nữa mới ở được. Thời điểm Tần Văn Tranh ăn cơm đột nhiên nhớ tới chuyện mình còn muốn thu đệ tử, nhân cơ hội này hỏi Cố Vân Thư muốn hay không đi học đường. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại lắc đầu, nhà ta nghèo, ngươi nếu không cần quà nhập học, ta đây, ta đây đi một chút hắn đi theo Tần An Bình ở chung sáng nay, rốt cuộc đã biết thân phận của Tần Văn Tranh. Tần Văn Tranh thiếu chút nữa bị nước miếng của chính mình cấp sạch, ngươi còn rất miễn cưỡng nha. Ai biết Cố Vân Khả ở một bên nghe vậy, cũng đi theo gật gật đầu, nhà ta nghèo, quá nghèo, những người khác ở đây đều yên lặng cúi đầu, khả năng lý giải của mọi người về giàu nghèo không quá giống nhau chăng. Tần An Bình càng là nghiêng đầu, nhìn thoáng qua kẹo trong tay, con nhà nghèo có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra kẹo vị cam đẹp như vậy đưa cho tiểu đồng bọn sao nàng đều không có vậy nhà nàng không phải là càng nghèo hơn sao tần văn tranh chỉ có thể nhìn về phía cố vân đông cố vân đông cảm thấy vân thư vẫn là nên tôn trọng phu tử hơn một chút lại nói tần văn tranh rốt cuộc đã giúp chính mình rất nhiều không thể làm hắn mất mặt được bằng không lại thẹn quá hóa giận thì làm sao bây giờ bởi vậy cố vân đông xoa xoa miệng nghiêm túc mở miệng vân thư chào hỏi tiên sinh của đệ đi mới vừa rồi còn thực miễn cưỡng thì hiện tại cố vân thư không nói hai lời buông chiếc đũa đi đến trước mặt tần văn tranh thình thịch một tiếng quỳ xuống sau đó dập đầu ba cái học sinh cố vân thư gặp qua tiên sinh tần văn tranh động tác quá mau hắn cũng chưa phản ứng lại đây ở đây những người khác đều dừng động tác ngơ ngác nhìn bên này người từng gia càng lại trợn tròn đôi mắt đây là phu tử học đường học đường phu tử thế nhưng tự mình đến đây để thu cố vân thư làm học sinh đây phải là hài tử thông minh như thế nào a à? ba huynh đệ từng gia có chút hâm mộ nhìn cố vân thư thật tốt vân thư có thể đi đọc sách bọn họ mấy ngày nay kỳ thật cũng đi theo cố vân thư học chữ nổi đối với bọn họ mà nói là đã thực thỏa mãn rồi tần văn tranh ha ha nở nụ cười duỗi tay nâng cố vân thư dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn hảo hảo a quả là một hài tử cơ linh như vậy mấy ngày nay ta còn có một chút việc bận ba ngày sau ngươi hẳn tới học đường ghi danh ân vân thư dùng sức gật gật đầu quay đầu nhìn về phía đại tỷ nhà mình khuôn mặt nhỏ của hắn đỏ bừng cố vân đông biết mặc dù ngoài miệng hắn vẫn luôn nói trong nhà nghèo không cần đi học nhưng trong lòng lại cực kỳ khát vọng sau này đi theo tần phu tử hảo hảo đọc sách biết chữ tần phu tử học thức uyên bác ngươi đi theo hắn sẽ không có hại Tần Văn Tranh liếc mắt nhìn nàng một cái, lời này như thế nào nghe như biệt nữ vậy chứ? Rốt cuộc là bởi vì hắn học thức uyên bác mới sẽ không có hại, hay là bởi vì hắn có chỗ dựa lớn như núi mới sẽ không có hại? Cố Vân Đông làm bộ như không thấy được ánh mắt của Tần Văn Tranh, đem Cố Vân Thư kéo lại, để mọi người tiếp tục ăn cơm. Ai biết nàng mới vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy Dương thị đang thẫn thờ đôi mắt, nước mắt chậm rãi mà rơi. Cố Vân Đông khép sợ, vội đi đến bên người nàng, "Nương, người làm sao vậy?" Dương thị cũng không biết làm sao vậy, chính là nhìn thấy Cố Vân thư bái sư, liền nhịn không được khóc lên. Nàng có chút mờ mịt nhìn Cố Vân Đông, nghĩ nghĩ, nửa ngày mới nói, "Cha ngươi cao hứng." Cố Vân Đông sửng sốt, chậm rãi ở bên người Dương thị ngồi xuống, cầm khăn lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng nói, "Đúng vậy, cha nếu là nhìn thấy Vân thư có thể đọc sách, hơn nữa đã bái được phu tử lợi hại như vậy, nhất định sẽ thật cao hứng, Dương Thị gật đầu thật mạnh, tìm cha ngươi, được. Cố Vân Đông vẫn không quên chuyện đi tìm Cố Đại Giang, nhưng là trước tiên nàng phải có bạc, rồi đem chuyện nhà sắp xếp cho thật tốt, nàng mới có thể không có nỗi lo về sau mà chuyên tâm tìm cha. Ở cổ đại này không có bất luận phương tiện thông tin liên lạc gì, muốn tìm một cá nhân, là phải hao phí một lượng lớn sức người sức của cùng thời gian. Tần Văn Tranh thấy thế, nhưng không được hỏi, Ngươi cùng cha ngươi là thất lạc ở nơi nào? Nếu yêu cầu trợ giúp, cứ việc nói. Cố Vân Đông tức khắc mắt sáng rực lên. Đúng rồi, Tần Phu Tử Nhân mạch rộng a. Nàng liền đem vị trí cố đại giang mất tích nói lại một lần. Cuối cùng nói cho hắn, chúng ta cùng cha đã ước định qua. Nếu ai thất lạc thì cuối cùng liền ở Khánh An phủ hội hợp. Chính là chờ đến khi chúng ta đến Khánh An phủ, trong thành lại xuất hiện bạo loạn, không có biện pháp chỉ có thể đến Tuyên Hòa phủ. Tần phu tử có thể giúp chúng ta hỏi thăm bên phía Khánh An phủ một chút được không?" Tần Văn Tranh nghĩ nghĩ, mới nói, sau khi Khánh An phủ đại loạn quan viên đều được thay đổi hết, toàn bộ phủ thành đều đang tu sửa, tìm người sợ là không dễ dàng. "Bất quá ta sẽ hỗ trợ hỏi thăm, cố cô nương không cần lo lắng, phụ thân ngươi khẳng định sẽ bình an không có việc gì." Cố Vân Đông cười nói tạ, Dương thị cảm xúc rốt cuộc cũng ổn định lại, ngay sau đó lại vui vui vẻ vẻ ăn cơm phản phất như lúc nãy chưa từng khóc thúc thiết. Cố vân đông lắc đầu bật cười. Cơm nước xong, Tần văn tranh liền có chút gấp không chờ nổi đi trải nghiệm thử quy trình tinh luyện đường trắng. Chính là có chút vụng về, quả nhiên vẫn là người thích hợp đọc sách hơn. Động tác này năng lực này, không có thiên phú A. Bất quá hắn thực nghiêm túc, đem quá trình toàn bộ nhất nhất ghi xuống. Chờ hắn thí nghiệm xong hai lần, rút cuộc xoa xoa thái dương. Mang theo các thị cùng Tần An Bình trở về huyện thành, hắn đi rồi, Cố Vân Đông liền cùng Thiệu Thanh Viễn bắt đầu thương lượng số lượng tinh luyện đường trắng. Chỉ dựa vào hai người bọn họ khẳng định không được, phải mướn người, còn phải tìm một cái sân khác. Cố Vân Đông mới luyến tiếc đem cái nhà tốt của mình làm xưởng đâu, còn muốn đi thu mua cây mía, làm nhiều thêm mấy bộ công cụ. Thiệu Thanh Viễn trầm mặt một lát, đột nhiên nói, mua người đi. Cố Vân Đông sửng sốt, mua người, ân, cũng không cần mua quá nhiều, hai ba người là đủ rồi. Đường trắng là từ đường cát đen tinh luyện ra, chế tạo đường đen cũng không phải là cái bí mật gì, rất nhiều người đều biết, chúng ta chỉ cần làm bước cuối cùng là được rồi. Cố Vân Đông do dự một lát, gật đầu, được, vậy mua người, ngày mai liền đi. Sáng sớm ngày kế, Cố Vân Đông liền đi huyện thành, Thiệu Thanh Viễn cũng đi theo. Ai ngờ hai người vừa mới đến cửa thành, liền nhìn thấy gã sai vặt của Liễu Duy, Liễu An. Liễu An chính là đang điều khiển xe ngựa ra khỏi thành nhìn thấy thiệu thanh viễn tức khắc cao hứng lên ta đang muốn đi vĩnh phúc thôn tìm ngươi cùng cố cô, cô nương đây nghe được tên của mình cố vân đông từ trong xe ngựa nhô đầu ra Liễu an lại càng cao hứng nguyên lai cố cô, cô nương cũng ở đây a à. vừa lúc ta cũng không cần lại đi một chuyến ngươi tìm chúng ta có việc gì sao cố cô, cô nương như thế nào lại quên mất hôm nay là ngày thiếu gia nhà chúng ta cùng đào thiếu gia ước định hạng kỳ a à, ngày vào buổi chiều thiếu gia sáng sớm nay đã sai ta đến thỉnh hai vị tới xem náo nhiệt cố vân đông tính tính thời gian thật đúng là hôm nay buổi chiều sau ở nơi nào liễu an đáp đúng vậy giờ mùi ở trong cẩm tú tửu lầu trong thành liễu gia sinh ý chủ yếu là làm tửu lầu cẩm tú tửu lầu là tửu lầu lớn nhất trong toàn bộ phường khai huyện đương nhiên trên danh nghĩa của liễu gia còn có các loại cửa hàng đồ ăn vặt điểm tâm thậm chí cả tạp hóa cũng có được Ta đã biết, chúng ta bây giờ còn có việc, chờ buổi trưa sẽ đi qua, ngươi nói thiếu gia nhà ngươi lưu vị trí lại cho chúng ta là được." Liễu An vội hỏi, "Cố cô, cô nương có chuyện gì?" "Có cần tiểu nhân hỗ trợ hay không?" Cố Vân Đông nghĩ nghĩ, trong huyện thành này vẫn là Liễu An tương đối quen thuộc hơn, hỏi hắn sẽ giúp mình đỡ tốn chút công phu, liền hỏi, "Ngươi biết huyện thành này có người môi giới nào giá cả phải chăng không?" "Mẹ mình nào danh dự tốt một chút." liễu an sửng sốt cô nương muốn mua người đúng vậy vậy cô nương hỏi đúng người rồi liễu gia cùng mấy người môi giới trong kinh thành đều có chút giao tế muốn công bằng mà nói phải là nhà quan nha bên hồ lô hẻm thuộc thành tây bên kia ở trong có tàu ma ma hạ nhân qua tay người này đều rất không tồi người cũng có lương tâm đem thân phận lai lịch của hạ nhân nói rành mạch sẽ không giấu ngươi giá cả nếu so với người khác thì có đắt hơn một chút nhưng giá trị Cố vân đông trong lòng liền hiểu rõ, được, đa tạ ngươi, ta đi tìm người môi giới một chút, lát nữa sẽ đến tử lầu, vậy tiểu nhân sẽ về báo lại cho thiếu gia, cô nương đi thông thả, có việc cứ đến tửu lâu gặp thiếu gia nhà ta, liễu an đánh xe ngựa rời đi, cố vân đông cùng thiệu thanh viễn thương lượng một chút, trực tiếp đi hồ lô hẻm, nếu bên kia không có người thích hợp, lại đi nơi khác tìm cũng không muộn, hồ lô hẻm thực náo nhiệt, nói là hẻm, nhưng con đường lại rất rộng xe ngựa bọn họ có thể trực tiếp đi đến cửa nhà người môi giới. Cố vân đông xuống xe vào cổng liền nói thẳng muốn tìm tàu ma ma, người bên trong vừa nghe liền biết hơn phân nửa là được người quen giới thiệu, lập tức cho người đi gọi tàu ma ma. Tàu ma ma năm nay hơn 40 tuổi, vừa ra liền lập tức không nói lời vô nghĩa, trực tiếp mang theo hai người cố vân đông đi hậu viện, sau đó đem người kêu lên, để cho cố vân đông cùng thiệu thanh viễn xem trước. Cố vân đông mua người mục đích chính yếu vẫn là muốn thanh niên trai tráng giúp đỡ tinh luyện đường trắng, hơn nữa là muốn mua văn tự bán đứt. Sau khi nhìn một vòng, cuối cùng dừng ở một nhà họ đồng. Theo như lời Tào Ma Ma nói, một nhà sáu người này trước kia chính là hạ nhân của một gia đình giàu có ở huyện thành. Người nhà giàu kia đoạn thời gian trước đã dọn đi chỗ khác sinh sống, mang không được nhiều hạ nhân, liền đem một bộ phận bán đi. Mấy người đồng gia này là một trong số đó. Nghe nói lúc trước trong nhà chủ nhân, người đồng gia làm việc cũng là cần cù chăm chỉ, chính là không biết cách luồn cuối, không biết xem sắc mặt của chủ nhân, cho nên cuối cùng không được giữ lại. Đồng gia có một lão cha một lão nương, năm nay đều 46 tuổi, còn có hai nhi tử, đại nhi tử 30 tuổi, cưới vợ Vương Thị, sinh một nữ nhi 14 tuổi, làm cho cố vân đông kinh hỷ chính là, nữ nhi này sức lực phi thường lớn, tuy nhiên sức ăn cũng rất lớn. Tiểu nhi tử 25 tuổi, Nghe nói lúc trước cũng từng có một thê tử, nhưng thê tử kia ngại hắn tính tình trầm mặc cục mịch nên cuối cùng bò lên giường thiếu gia chủ nhân, thành thép người ta. Nghe đến đó, Cố Vân Đông đại khái biết vì cái gì mà toàn gia bị chủ nhân lúc trước bán đi. Cố Vân Đông giao bạc, nháy mắt cảm giác chính mình lại nghèo, bạc này thật sự là chỗ nào cũng cần dùng a, à, phải nhanh nhanh kiếm tiền mới được. Thiệu Thanh Viễn thấy nàng vừa ra khỏi cổng nhà môi giới liền mặt ủ mày ê, nghĩ nghĩ hỏi có phải không còn bạc nữa hay không? Ta ngày mai lên núi nhìn xem, có đại trùng hay không? Còn có hưu bào, lần trước nàng nói chưa ăn qua hưu bào. Chỉ là trong khoảng thời gian này vẫn luôn bận việc, không có thời gian lên núi để săn. Cố vân đông nghe xong lập tức lắc đầu, đánh đại trùng là phải vào núi sâu, hiện tại lạnh như vậy, ở trong núi ngốc hai ngày cũng bị đông cứng lại cả rồi. Hơn nữa đại trùng nơi nào dễ dàng đánh như vậy, tùy tùy tiện tiện là có thể cho ngươi gặp chứ vẫn là đừng đi quá nguy hiểm thiệu thanh viễn khóe miệng cong cong được không đi hai người lên xe ngựa người đồng gia còn đang ở chỗ người môi giới cố vân đông để cho bọn họ thu thập đồ vật trước chờ buổi chiều bọn họ từ cẩm tú tửu lầu trở về lại đến đón bọn họ cẩm tú tửu lầu cách đây hơi xa thời điểm cố vân đông cùng thiệu thanh viễn đến toàn bộ phía ngoài tửu lâu đều chật ních xe ngựa nghe tiểu nhị nói chùm ngựa của tửu lâu căn bản là không còn chỗ chỉ có thể đổ ở bên ngoài, người tới quá nhiều. Cố vân đông lúc trước chỉ nghe nói sự tình đánh đố này nháo ra rất lớn, hiện giờ xem ra, nháo đến cũng quá lớn đi. Liễu duy này rốt cuộc có bao nhiêu chán ghét đào hành, muốn cho toàn bộ người trong huyện đều nhìn đến hình ảnh hắn bị nhục nhã. Cách không được ngay cả tầng văn tranh cũng xúc động, muốn khuyên nàng ngăn cản trận đánh cuộc này. Tiểu nhị lúc trước đã được Liễu Duy phân phó, trực tiếp mang theo cố vân đông bọn họ đi ghế lô tốt nhất trên lầu 2 gõ gõ cửa, một lát sau bên trong mới truyền đến một đạo thanh âm hữu khí vô lực, tiến vào, cố vân đông cùng thiệu thanh viễn nhìn nhau liếc mắt một cái, đây là làm sao vậy, hai người đẩy cửa ra đi vào, ai ngờ vừa vào cửa, liền nhìn thấy liễu duy buông đầu xuống một bộ dáng cục đuôi ủ rũ không vui, đầu tóc cũng lộn xộn, quần áo cũng thực loạn, hoặc nhìn cả người rất thống khổ, ngươi đây là, xảy ra chuyện gì? Cố vân đông nhỏ giọng hỏi chẳng lẽ là đánh cuộc xảy ra vấn đề gì? Nàng có nên an ủi hắn một chút không? Liễu Duy nghe được thanh âm của nàng, đột nhiên ngẩng đầu, động tác quá mạnh, thiếu chút nữa xoắn cổ. Ngay sau đó, hắn lại trở về bộ dáng nản lòng lúc trước, thở ra một hơi, nguyên lai là các ngươi a, à, hắn lau tóc một chút, hai chân bắt chéo, một bộ dáng công tử kiêu ngạo ăn chơi trác tán, cùng với hình tượng lúc trước quả thực khác nhau như trời với đất, vậy ngươi nghĩ là ai? ta còn tưởng là đào hành kia sai người tới nhìn xem rồi chê cười ta, ta liền cố ý giả dạng thành bộ dáng bị chịu đã kích sống không còn gì luyến tiếc, làm cho bọn họ cao hứng một chút, như vậy bọn họ lát nữa lại càng thảm, ha 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 khụ khụ, người này còn rất biết cách ác nha, cố vân đông ngồi ở bàn bên cạnh, rót cho chính mình cùng thiệu thanh viễn cốc trà, rồi duỗi tay mở cửa sổ nhìn xuống, liễu duy lập tức ngăn cản, đừng đừng đừng, dưới lầu có rất nhiều người, trong chốc lát nếu là mọi người thấy bộ dáng tin tưởng tự tin của ta, liền không còn thú vị rồi. Cố vân đông chỉ có thể thu hồi tay, hỏi hắn, tử lầu của các ngươi có cái gì ăn ngon không? Ta đã đói bụng, ăn cơm trước đi, hiện tại cách giờ mùi còn hơn một canh giờ đấy, có, ta tập tức gọi người mang đồ ăn cho các ngươi. Hắn xong liền vào tóc mình cho thêm lộn xộn rồi mới mở ra cửa phòng bao, đối với tiểu nhị bên ngoài hô, đồ ăn chiêu bài của tử lâu đều mang lên một phần, nhanh lên, ngoài cửa vừa lúc có hai cậu ấm đi ngang qua, nghe vậy lập tức nở nụ cười, liễu thiếu gia, ngươi đây là biết rõ phải thua, bắt đầu tự sa ngã sao, vậy cũng không cần đạp hư lương thực đi, một người khác cũng cười nói, đúng vậy, người này cũng quá không chú trọng hình tượng đi, tốt xấu gì cũng là một tuấn lãng nam nhi của phượng khai huyện chúng ta. Như thế nào có thể bởi vì năm gian cửa hàng đã bị ký ý đến thành một kẻ điên đâu? Đáp lại bọn họ, là thanh âm phanh đóng cửa sương phòng của Liễu Duy. Hai cậu ấm kia nhìn mặt nhau, ngay sau đó cười nhạo một tiếng, thẹn quá hóa giận, đáng thương thật đáng buồn a, à. phỏng chừng sau lần này, Liễu Duy sợ là phải bị Liễu gia hoàn toàn từ bỏ. Về sau nhóm người chúng ta tụ hội, chẳng phải là muốn thiếu một người. Ha ha ha, không phải còn có đào hành sao? Hắn lần này thắng mấy gian cửa hàng chẳng lẽ lại không hào phóng ra tay mời mọi người mở tiệc lớn sao, thanh âm hai người kia càng ngày càng xa, Liễu Duy ghé vào phía sau cửa công môn nghe một lúc lâu, cuối cùng khẽ hừ một tiếng, đắc ý vào dạt nói, trong chốc lát nữa ta xem trong mắt các ngươi rớt như thế nào, cho các ngươi nói mát, chờ ta thắng ta càng không mời khách, thèm chết các ngươi, cố vân đông, thiệu thanh viễn. Uống trà, Liễu Duy vô cùng cao hứng một lần nữa trở lại ngồi đúng chỗ cao nhất, uống nước đường trắng, tư vị kia miễn bàn có bao nhiêu thích ý cố vân đông cảm thấy bộ dạng này của hắn quá cay đôi mắt trong chốc lát cũng không biết có thể ăn cơm được hay không hối hận mình hẳn là phải ăn ở ngoài rồi lại đến tiểu nhị thật mau đem đồ ăn bưng lên thuận tiện hội báo tình huống bên ngoài hiện tại người là càng ngày càng nhiều đào hành cũng đã sớm tới ở ghê lô khác những cậu ấm kia càng là sớm đem mọi ghế lô đều chiếm đại sảnh dưới lầu cũng ngồi đầy người bên ngoài cửa cũng có không ít bá tánh đến xem náo nhiệt. Chuyện này nháo đến quá lớn, lúc trước vẫn chỉ là mấy cậu ấm trong đào gia liễu gia truyền lưu, sau lại tăng tiền đặt cược, đến bình dân áo vải cũng đều đã biết. Cố Vân Đông thực sự là bội phục hai người này, một hồi tiền đặt cược cư nhiên còn có thể làm ầm ĩ thành như vậy, cũng là bản lĩnh a, chính là đang ăn cơm. Liễu An đột nhiên vọt vào nói, thiếu gia, lão gia tới, Liễu Duy sửng sốt, đột nhiên đứng liên, cha ta tới. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Cố Vân đông nuốt xuống miếng thịt gà trong miệng, ngẩng đầu kỳ quái hỏi, "Ngươi còn chưa nói rõ ràng cho cha ngươi, nàng là nói tạm thời không cần nói cho bất luận kẻ nào, nhưng là giờ đã đến ngày ước định rồi, hắn còn chưa nói?" Liễu Duy thân mình cứng đờ, cười gượng hai tiếng, ấp úng nói, "Cái này không thể trách ta, ta đây không phải là quá hưng phấn, quên mất sao? Đương nhiên, buổi sáng hôm nay ta đã tính nói cho cha ta" nhưng là cha ta sáng sớm đã ra cửa, ta không gặp được, cố vân đông đều hết chỗ nói rồi. Đúng lúc này, cửa sương phòng bị mở ra, liễu lão gia vẻ mặt phẫn nộ bước vào phòng, liễu duy đột nhiên nhảy lên, nháy mắt liền thối lui đến phía sau thiệu thanh viễn, cố vân đông buông đổ xuống xoa xoa miệng, dẫn đầu chào hỏi, liễu lão gia, liễu lão gia hung tận trừng mắt nhìn liễu duy một cái, lúc này mới nhìn về phía cố vân đông cùng thiệu thanh viễn, một lát sau, trên mặt biểu tình biến đổi, nở nụ cười, ngươi chính là cố cô, cô nương đi, cố vân đông chớp chớp mắt, liễu lão gia thoạt nhìn rất cao hứng, nàng còn tưởng rằng hắn hẳn sẽ thực tức giận chính mình hại con của hắn đâu, không nghĩ tới sẽ đối mặt với gương mặt tươi cười của đối phương như thế này, nàng gật gật đầu, liễu lão gia đã tới, cảm thán nói, cố cô nương tuổi còn trẻ lại có bản lĩnh như vậy, trường gian sống sau đè sống trước A, cố vân đông lại sửng sốt một chút, liễu lão gia là đã biết, ân, ta mới từ phía tần phu tử bên kia lại đây, liễu duy vừa nghe xong lập tức tạc mau, cha người nếu đã biết, vì cái gì vừa rồi còn làm biểu tình như muốn làm thịt ta vậy, ta nếu không giả vờ giả vịt, người bên ngoài làm sao có thể tin tưởng ngươi đang muốn đốt tiền của nhà ta được, ba tiểu bối bên trong ghế lô trong nháy mắt rất là kính nể, quả nhiên, gừng càng già càng cây a. À. Cố vân đông rốt cuộc biết tính tình của Liễu Duy rốt cuộc là di truyền từ ai, xem ra tiểu bằng hữu liễu giật về sau phải thực vất vả, chẳng những phải chiếu cố đại ca, còn phải chiếu cố thêm một lão cha a. À. Liễu lão gia ẩn ẩn có chút kiêu ngạo hừ một tiếng, đi đến vị trí nguyên bản của liễu duy ngồi xuống, nói với hắn, đừng trắng đâu, ta còn chưa có thấy qua đấy, ngươi lấy ra tới cho ta xem. Liễu Duy liền nhảy nhót đem đường trắng từ trong một cái rương gỗ lớn trong góc sách ra, cố vân đông xem đến khóe miệng mấp máy vài lần, người này giấu cũng giấu kín quá đi. Liễu Duy dùng chén nhỏ múc một chút, đưa đến trước mặt Liễu Lão Gia. Liễu Lão Gia nhìn xong tức khắc mặt mày hớn hở lên, về một chút bỏ vào trong miệng sau đó liên tục gật đầu, ngọt, ngọt, hảo, làm tốt lắm. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Vân Đông, một bộ dáng cười tủm tỉm, nhưng thực mau lại tiếc núi lắc đầu, kỳ thật cùng Liễu Gia chúng ta hợp tác, cũng không tồi, ngươi lại là bằng hữu của Duy Nhi. Liễu bá phụ cũng sẽ không hố ngươi nói xong lại hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn nhi tử một cái, thật vô dụng, rõ ràng là bằng hữu, trước tiên sẽ biết bản lĩnh của người ta, cũng không hiểu được đem nhân tài như vậy lung lạc dụ dỗ đến bên người, sinh ra đứa con trai như vậy có cái rắm mà dùng, cố vân đông chỉ có thể nói, ta đương nhiên tin tưởng liễu bá phụ, chỉ là thứ đường trắng này là thứ mới, mặc kệ là ai tiếp nhận đều không nhất định là chuyện tốt. Bất quá liễu bá phụ yên tâm, về sau nếu tử lầu của liễu gia cần đường trắng ta sẽ cấp bá phụ giá cả tiện nghi nhất ha ha vậy là định rồi nhé liễu lão gia thẳng thắn gật đầu trong lòng cũng minh bạch phối phương này hiến cho triều đình xác thật là cách làm thích hợp nhất mấy người đang nói chuyên dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng cãi cọ ầm ĩ ẩn ẩn nghe được có người kêu tên liễu duy liễu thiếu gia ngươi còn muốn ở bên trong ghế lô nấp đến khi nào ra đây đi a à. Mọi người đều đã tới đông đủ rồi. Đúng, ngươi Đường Đường là nam tử hán đại trượng phu, đã nói qua cũng không thể không thực hiện a, à, không phải chỉ là năm gian cửa hàng thôi sao? Thua liền thua, có gì ghê gớm đâu. Liễu thiếu gia, ngươi hay là bị cha ngươi đánh rồi nên không dám ra tới đi. Liễu lão gia, ngươi cũng không thể ngăn Liễu thiếu gia a. À, Liễu Duy hừ lạnh, hừ, toàn là con cháu của ba ba, hắn nói xong liền muốn mở cửa sổ sương phòng không nghĩ tới cửa sổ sương phòng đối diện lại dẫn đầu mở ra, một thanh âm nam tử trẻ tuổi thực mau vang lên, ầm ý cái gì, ảnh hưởng đến bổn thiếu gia dùng bữa, canh giờ không phải vẫn chưa tới sao. Các ngươi chỉ là người xem náo nhiệt thì sốt ruột cái gì, cánh tay tính mở cửa sổ liền dừng lại, trên mặt treo ý cười, cố vân đông tò mò hỏi, người nói chuyện là ai vậy, đoạn kính nguyên, là công tử gia của huyện lệnh phượng khai huyện chúng ta, cố vân đông nghĩ tới, thời điểm lần đầu tiên gặp mặt liễu duy cũng có nói qua chính mình cùng nhi tử huyện lệnh gia nhận thức hắn thoạt nhìn còn rất gìn giữ ngươi liễu duy có điểm kiêu ngạo nhỏ đoạn kính nguyên kia không hổ là công tử huyện lệnh gia nói chuyện vẫn là rất có trọng lượng dưới lầu còn có chút thanh âm kiêu ngạo kêu la lập tức cũng yếu đi xuống tuy rằng vẫn còn chút thanh âm nói nhỏ nhưng cũng không ai dám công nhiên khiêu khích chỉ là không bao lâu thời gian ước định vừa đến Ẩm ỉ dưới lầu vẫn như cũ không thể ức chế vang lên. Đặc biệt là một khắc kia khi đào hành bước ra từ sương phòng lầu 2 đi xuống, càng là lên tới đỉnh điểm. Có người còn kêu liễu duy nhanh nhanh đi xuống, không cần lại trốn tránh. Cố vân đông thậm chí từ trong tiếng kêu la này nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Liễu duy, nhanh lên, nếu không xuống dưới chúng ta sẽ đi lên nâng ngươi xuống. Thanh âm này lại vang lên, trong nháy mắt làm rộn lên tiếng cười nhạo của mấy người lầu dưới. Cố Vân Đông còn đang suy nghĩ chính mình ở nơi nào nghe qua thanh âm này, Thiệu Thanh Viễn bên người liền thấp giọng nhắc nhở nói, là Bành Trọng Phi, a. À, là hắn a. À. Cố Vân Đông nhịn không được nhìn về phía Liễu Duy, ngươi cùng Bành Trọng Phi không phải là bằng hữu sao? Hồ bằng cẩu hữu mà thôi, hắn cùng Đào Hành cũng là bằng hữu, chính là cái loại cùng nhau uống rượu cùng nhau đi dạo thanh lâu đó, thời điểm mấu chốt chính là ở một bên chế dẻo nơi nào sẽ thật sự đứng ở bên ai bảo vệ cho ai a à? liễu lão gia ho nhẹ một tiếng liễu duy sửng sốt tức khắc phản ứng lại ngươi đừng có hiểu lầm ta đi thanh lâu đó là đó là đi ngâm thơ đối chữ đánh đàn ngâm khúc giải quyết nỗi buồn khổ trong lòng mà thôi nga cố vân đông một bộ dáng ta đã hiểu nàng rốt cuộc mình bạch tiểu bằng hữu liễu giật lúc trước nói địa phương không nên đi là nơi nào liễu duy đầu đầy hắc tuyến cảm thấy nàng căn bản là không tin chính mình nói nhưng thiên địa chứng giám, hắn thật sự không có làm chuyện gì không nên làm a, à. chính là đang buồn bực, dưới lầu lại vang lên tiếng kêu. Liễu Duy buồn bực, đột nhiên đẩy cửa sổ ra, hướng về phía dưới la lớn, "Được rồi, được rồi, gọi cái gì?" "Vội vàng đi đầu thai đến vậy rồi sao?" "Ta đây liền thuận ý ngươi xuống." Lúc hắn mở cửa sổ, người dưới lầu không chỉ thấy hắn, còn thấy được Cố Vân Đông đang đứng bên cửa sổ. Đào hành nghĩ đến lời nói của trưởng quầy nhà mình lúc trước, hơi hơi nheo mắt, nói, Liễu Duy, ngươi vẫn là nhanh chân xuống đây đi, đừng làm cho mọi người đợi lâu. Đúng rồi, cái vị đứng bên cạnh ngươi kia, chính là cô nương đã nói có thể chế tạo ra đường trắng đi. Vậy thì thỉnh cùng xuống đi, vừa lúc để nàng lặp lại một lần nữa lúc trước nàng ở tiệm tạp hóa nhà ta đã nói qua như thế nào, cố vân đông nhướng mày, không thì thế nào, trong chốc lát ngươi liền đắc ý không đứng dậy nàng nguyên bản thật sự chỉ nghĩ đến đây xem náo nhiệt mà thôi, rốt cuộc mục đích của đào hành cũng chỉ là liễu duy mà thôi, không nghĩ tới hắn sẽ nhắc tới chính mình. Liễu duy hừ lạnh một tiếng, đi xuống liền đi xuống, hắn đem cửa sổ đóng lại, nói với liễu an, đem cái sọc kia khiên xuống, chúng ta cho bọn hắn xem sự lợi hại, liễu an cũng thực kích động, phải biết rằng mấy ngày này, gã sai vặt bên người đào hành thấy hắn một lần liền chế dễu dễ một lần, nói là hắn đi theo chủ tử không có đầu óc, người cũng biến thành ngu rồi. Hắn chính là phi thường phi thường khắc chế chính mình mới không cãi lại hắn, lần này rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Đợi lâu như vậy rốt cuộc chờ đến được ngày hôm nay, Liễu An đem túi tử trong lưu lấy ra bỏ vào trong sọt, sau đó tinh thần phấn chấn đeo lên lưng, đi theo sau Liễu Duy xuống lầu. Liễu lão gia còn ở lại sương phòng, ở dưới rốt cuộc đều là tiểu bối, hắn đi xuống liền quá cho bọn họ mặt mũi hắn thích ý tự thưởng cho chính mình một ly nước đường ngồi dựa trên ghế hơi hơi hít mắt hưởng thụ nhưng mấy người dưới lầu không thấy hắn xuống dưới ngược lại đều cảm thấy hắn đầy là không còn mặt mũi bất quá không sao cả ở trên lầu cũng giống nhau có thể cảm nhận được liễu duy xuống lầu ven đường tất cả mọi người dù đông vẫn đều chừa cho bọn hắn một con đường để thuận tiện đi xuống đào hành cười tủng tỉm ngồi ở chính giữa đại đường trước mặt hắn có cái bàn mặt trên đặt một tờ giấy rõ ràng là hiệp nghị hắn cùng Liễu Duy đánh cuộc, cùng với kế thư của Nam gian cửa hàng. Hắn nhìn Liễu Duy liếc mắt một cái, ngay sau đó lại nhìn về phía Cố Vân Đông, lớn lên nhưng thật ra khá xinh đẹp, chính là không có đầu óc gì, ăn mặc cũng thô sơ, nghe nói là từ nông thôn đến, không có kiến thức gì cũng dám đi ra bên ngoài nói. Liễu Duy cư nhiên giống như một mặt hàng bị mọi người xoay quanh nhòm ngó chỉ rõ. Liễu gia giờ khắc này sợ là muốn xong rồi bành trọng phi ngồi bên cạnh đào hành cũng thấy được cố vân đông, lập tức đột nhiên đứng lên. Bành trọng phi lúc trước còn không thấy rõ thân ảnh của nữ tử trên ghế lô lầu hai là ai, hiện giờ mới biết được này cư nhiên là cố vân đông. Không biết vì cái gì, lòng hắn có chút hoảng hốt, có lẽ là động tĩnh của hắn quá lớn, đào hành quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi làm sao vậy, không, không có việc gì. Bành trọng phi yên lặng ngồi trở về mới vừa rồi hắn là cái tên nháo hung hăng nhất, hiện giờ lại an tĩnh như gà, cái gì cũng đều không nói, chỉ là bành trọng phi trong lòng còn buồn bực, cố vân đông khi nào cùng liễu duy quan hệ lại tốt như vậy, đào hành quái dị liếc mắt nhìn hắn một cái, mặc kệ hắn, chỉ là duỗi tay gõ gõ mặt bàn, khế thư của năm gian cửa hàng, đặt lên đi, liễu duy tóc như cũ có chút loạn, hầm hừ ngồi ở trên ghế tiểu nhị mới đem lại đây hắn trước đảo mắt qua nhìn đến khế thư của đào hành trên mặt bàn xem xem đúng là mấy gian bọn họ đã đặt cược lúc trước lập tức vừa lòng từ trong ngực móc ra khế ước của phía mình đào hành cũng nhìn nhìn tức khắc nở nụ cười mấy gian cửa hàng này của liễu gia bọn họ vẫn luôn nhòm ngó bấy lâu hiện giờ cuối cùng cũng thừa dịp này lấy từ liễu duy làm cho hắn cam tâm tình nguyện bại bởi chính mình hai bên đem tiền đặt cược đều đặt ở trên bàn ngay sau đó mời hai vị trung gian được bọn họ mời tới chứng kiến đánh cuộc của bọn họ lúc ấy nói là người trung gian nhưng kỳ thật cũng không có gì đặc biệt hiện giờ toàn bộ người của huyện thành đều đã biết đại bộ phận người cũng đều tới tửu lâu chính mắt chứng kiến nếu là ai dám ở trước mặt bao người bội ước vậy chẳng phải là mặt mũi mặt trong mặt ngoài đều mất hết hay sao danh dự nhà bọn họ cũng đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng đối với sinh ý của gia tộc sẽ bất lợi được liễu công tử chúng ta không cần nhiều lời. Lúc trước trưởng quầy của đào gia chúng ta chính tai nghe thấy, vị cô nương này nói có thể chế ra đường cát trắng miệng như mây trắng phải không? Đào hành nói xong, còn nhìn về cố vân đông đang đứng một bên. Người sau gật gật đầu, xác thật là ta nói, hơn nữa trưởng quầy các ngươi lúc ấy còn nói, nếu là ta chế được, nhà các ngươi sẽ chiếu giá cả gấp 10 lần để mua về. Đào hành gật gật đầu, tỏ vẻ lời này hắn không phủ nhận. Hiện giờ nhiều ngày như vậy rồi, chúng ta cũng cho các ngươi đủ nhiều thời giờ cho nên đường đâu đúng vậy đường đâu mấy người đứng một bên xem diễn cũng cười hì hì phụ họa đường trắng tựa mây đâu ta còn chưa gặp qua đây này ha 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 lời này cũng thật dám nói nếu không thì dứt khoát chút nhận thua đi lại không phải là cái sự tình to lớn gì đã đánh cuộc thì khi chịu thua cũng vẫn có thể xem là nam tử hán đại trượng phu chỉ là liễu thiếu gia về sau vẫn là nhớ mở to hai mắt đừng có mà thấy người ở góc xó xỉnh nào cũng đều xem là bằng hữu hại người hại mình a à? cố vân đông mỉm cười trong chốc lát là nàng lại có thể nghe thấy thanh âm vả mặt bôn bốt thật mỹ miều kia rồi liễu duy liếc xéo bọn họ một cái chưa thấy qua thì chỉ chứng minh là các ngươi kiến thức hạn hẹp thật là đem chính mình đương hồi sự nói xong bàn tay vung lên hất tóc ra sau liễu an cho bọn hắn được thêm chút kiến thức nào vâng thiếu gia Liễu An hưng phấn lên tiếng, không lưng cố sức đem túi lớn từ trong sọt ra. Mọi người không hiểu ra sao nhìn nhìn, chẳng lẽ thực sự có. Đào hành cũng hơi hơi nhíu mày, đứng thẳng thân thể. Bành Trọng Phi từ khi nghe đến việc đường trắng có thể là cố vân đông chế ra, liền cảm thấy lần này Liễu Duy muốn thắng rồi. Người này chính là có lão nhân thần bí kia hỗ trợ, sự tình gì làm không thành. Túi tử vừa kéo ra, người bên cạnh bàn đều sôi nổi ghé đầu qua nhìn vào phía bên trong ngay sau đó đồng tử hơi hơi phóng đại này đây là liễu duy phất phất tay đều tránh ra một chút hắn cầm chén múc đường ra đặt lên mặt bàn tới 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 đều nếm thử xem cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là đường cắt trắng mọi người trừng mắt nhìn từng hạt từng hạt trắng bóng trước mặt nhịn không được nuốt nuốt nước miếng đã có thể như vậy nhìn nửa ngày không một ai động thủ chỉ là ngẩng đầu lên hai mặt nhìn nhau liễu duy không kiên nhẫn rốt cuộc có muốn ăn hay không, nhanh lên, đừng làm giống như ta muốn độc chết các ngươi vậy chứ. Vẫn là đoạn kính nguyên trở thành người thứ nhất tiến lên, trực tiếp dùng tay lấy một chút đưa vào trong miệng, ngay sau đó, con ngươi đột nhiên sáng ngời, ngọt, thật là đường, đó là đương nhiên. Liễu Duy đắc ý giàu dạt, già. ngay sau đó, mọi người đang vây quanh cái bàn đều vươn tay đến cái chén, một phen đẩy Liễu Duy ra, ngay cả phong độ cơ bản cũng không rảnh lo một người một tay vói vào trong chén, cố vân đông còn may động tác mau, được thiệu thanh viễn kéo đến bên cạnh tránh khỏi đám người đang cãi cọ ồn ào. thật mau, bên trong đại đường vang lên từng đạo kinh hô, trời ạ, à, thật là đường trắng, ăn vào thật thoải mái thanh tân, đúng thật là cùng mây trắng giống nhau, liễu thiếu gia không khoác lác, ha ha ha, cái này tốt, cái này tốt, ta thích, ăn ngon, những thanh âm mồm năm miệng mười đó chọc đến những người ở bên ngoài xem nháo nhiệt tâm ngứa không thôi rất muốn hướng vào bên trong để được tận mắt nhìn thấy, nhưng mà người quá nhiều, đừng nói là chen vào, cho dù muốn xem cũng xem không được. Thời điểm Liễu Duy được Liễu An lôi ra, tóc càng rối loạn, quần áo đều bị xả đến lung tung rối loạn giống như là bị người ta đạp hư. Đến lúc này, hắn vẫn còn nhớ rõ phải đem túi đường trắng kia gắt gao bảo hộ ở trong ngực mang ra, sợ mấy gia hỏa như lan như sói này cấp nuốt, ra đến bên ngoài, hắn mới hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lao lao mồ hôi trên trán, mấy gia hỏa này, làm như tám đời rồi chưa thấy qua đường vậy, ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Vân Đông cùng Thiệu Thanh Viễn hai người đang đứng rất xa, đến tóc mai cũng không rối loạn, tức khắc tức đến rung tay run chân, các ngươi cũng quá không nghĩa khí đi, ra tới cũng không biết kéo ta một phen, chúng ta là vì tốt cho ngươi, nếu không phải ta ra tay, năm gian cửa hàng này của ngươi có khả năng đã bay rồi. Cố Vân Đông nói nói, chỉ chỉ một đám người bên kia, đào hành đang được cả sai vặt của mình che chở đi ra ngoài. Liễu Duy đôi mắt trừng trừng, hét lớn một tiếng, đào hành, ngươi muốn quyệt nợ sao, có lẽ là thanh âm này quá bé nhọn, cả một đám người đang la hét ầm ĩ, nguyên bản đang vây quanh bên cái bàn nháy mắt an tĩnh lại, đồng thời nhìn về phía phương hướng đào hành. Đào hành trong lòng rủa thầm một tiếng, chậm rãi quay đầu, sửa sang lại một chút quần áo bị xốc loạn, xoay đầu nhìn Liễu Duy nói, nói hô nói vượng gì đó cái gì quyệt nợ, ta chỉ là nhìn thấy trong này quá nhiều người mà thôi, không phải ngươi cũng ra giống ta sao, liễu duy tin tưởng hắn mới là lạ, hắn run rẩy thân mình tiến lên, hảo a, à, nếu ngươi không phải muốn quyệt nợ, vậy hiện tại, chúng ta có thể thực hiện đánh cuộc, đường trắng ngươi cũng đã nếm thử rồi đi, thế nào? Nó là đường trắng tựa mây không sai đi. Hắn chính là nhìn thấy khóe miệng đào hành còn có hai hạt đường cắt trắng dính ở trên kia kìa, đào hành sắc mặt đen lại liễu duy đã mở tay ra đem khế thư đưa cho ta đào hành không cam tâm ngón tay rủ bên người nắm chặt lại hắn là thật muốn quyệt nợ đây chính là năm gian cửa hàng a ở đào gia cũng được coi như năm gian cửa hàng tốt khi đó hắn chính là làm trò trước mặt cha hắn đảm bảo rằng hắn nhất định sẽ không thua lúc này mới làm cho cha hắn giao khế thư cho hắn kết quả khen ngược hắn chẳng những không có thắng được cửa hàng nhà liễu gia nhà mình ngược lại tổn thất thảm trọng cái này mà về nhà còn không bị cha hắn đánh chết hay sao? Quan trọng nhất chính là, đại ca khẳng định sẽ mượn cơ hội này hung hăng áp trên đầu của hắn. Đào hành nhấp mội, ngước mắt lên lại bỗng nhiên nhìn thấy được cố vân đông đứng ở bên cạnh. Liễu Duy vừa thấy trong mắt loạn chuyển của hắn kia, liền biết gia hỏa này khẳng định có ý đồ xấu. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe được đào hành chỉ vào cố vân đông nói, ta thừa nhận, đường trắng này xác thật là hàng thật giá thật. Nhưng là lúc trước ngươi đã nói là chính ngươi có thể chế ra đường trắng như tuyết vậy, ngươi có dám đảm bảo đường trắng này thật là ngươi chế ra không, không phải là từ nơi nào tìm đến chứ? Cố Vân Đông không nghĩ tới gia hỏa này sẽ hướng nòng súng vào người mình, nàng nhìn Liễu Duy liếc mắt một cái, ngay sau đó gật gật đầu, là ta chế ra, ngươi muốn ta thề sao? Thề thì có ích lợi gì? Đào Hành hừ lạnh, không bằng ngươi ở trước mặt mọi người chúng ta, làm lại một lần thử xem như vậy chúng ta mới có thể tin tưởng thứ này là do ngươi làm ra cố vân đông đều bị tức đến cười chế đường trước mặt mọi người mất công hắn nói được những người chung quanh xem náo nhiệt không chơi chuyện gì một đám đều bắt đầu ồn ào đúng vậy đúng vậy chế đường một lần trước mặt mọi người cũng làm cho chúng ta nhìn xem đường trắng này rốt cuộc là làm như thế nào đào hành đắc ý giàu dạc khiêu khích nhìn về phía liễu duy không nghĩ tới hắn vừa mới đắc ý được hai giây liền nghe được một thanh âm không thể tưởng tượng được, vậy không bằng ngươi cũng đem bí phương ủ rượu của đào gia làm một lần đi, để mọi người nhìn một cái xem có phải do nhà của ngươi ủ ra không, bằng không chúng ta như thế nào biết nhà ngươi tự ủ hay là mua từ nơi nào tới, đào gia chủ yếu kinh doanh chính là tử phường, là cửa hiệu lâu đời, từ tổ tông truyền tới hiện tại đều đã được trăm năm, đào hành đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn lại, liền thấy bành trọng phi đứng lên sửa sang lại một chút quần áo trên người cười hì hì mở miệng họ bành quả nhiên là không đáng tin cậy nơi nào có lợi liền hướng đến nơi đó kỳ thật không chỉ là bành trọng phi ở đây còn có không ít người thấy được ích lợi của đường trắng lúc này đều cảm thấy không nên cùng liễu gia cùng với vị cô nương này trở mặt bởi vậy sôi nổi gật đầu nói rất có lý phối phương đường cắt trắng tất nhiên sẽ bí mật và rất phức tạp không biết tiêu phí bao nhiêu tâm tư mới thí nghiệm ra được sao lại có thể làm trò trước mặt mọi người công khai đoạn kính nguyên cũng cười nói đào công tử nếu thừa nhận đường trắng lúc trước đánh cuộc cũng không nói phải công khai bí phương trước mặt mọi người hiện giờ lại lấy cớ làm khó người khác tìm mọi cách đùng đẩy đây là muốn quyệt nợ sao đánh cuộc thua mọi người đều nhìn thấy đào gia là người không tuân thủ như vậy sao liễu duy cười to ra tiếng hắn cố ý nói thật nghiêm trọng hắn không tin sự tình này bay đến đào gia ngươi còn dám ra sức khước từ quả nhiên đào hành nghe được sắc mặt đều đen lập tức cười gượng một tiếng đào gia đương nhiên sẽ không có việc không tuân thủ hứa hẹn rồi vừa rồi là ta suy xét không chu toàn nói lời không nên nói đào hành ta nói là làm thực hiện đánh cuộc liễu duy tay phải liền ngửa ra khế thư đào hành cắn răng hơi hơi gục đầu xuống ánh mắt trở nên âm u hắn bảo gã sai vặt phía sau đem khế thư cửa hàng lại đây tự mình giao cho liễu duy Liễu Duy làm trò trước mặt mọi người nhìn tới nhìn lui lật qua lật lại, rốt cuộc vừa lòng, quay đầu lại thì đừng quên ghé qua qua phủ làm chút thủ tục nha, nói xong, xoay người liền đi, chỉ là mới vừa bước ra một bước, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó một tay đem đường trắng trong tay đem ra, thiếu chút nữa đã quên, đường trắng này, lúc trước trưởng quầy các ngươi đã nói, sẽ lấy giá cả gấp 10 lần để mua trở về, vừa lúc, 20 cân, 80 lượng bạc đào hành sửng sốt, đường trắng này, nhưng thật ra là một thứ mới mẻ quý hiếm, mua về bán lại cũng không kém, chỉ là 80 lượng quá đắt, hắn vừa định nói hắn trước tiên đi ra ngoài không đem đủ tiền, muốn ép giá một chút, không nghĩ tới bên tai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, ta ra 100 lượng, 20 cân đường trắng này để lại cho ta, ta ra 110, 120, 150 lượng, các thanh âm liên tiếp trong đại đường vang lên, các cậu ấm này nọ đều không thiếu tiền đặc biệt là trong nhà làm buôn bán vài trăm lượng này nơi nào so sánh được với đường trắng hiếm lạ như thế liễu duy đôi mắt sáng lên không nghĩ tới một túi đường trắng này còn có thể bán đấu giá a bất qua đường này là của cố vân đông hắn quay đầu lại hỏi ý kiến của nàng đôi mắt cố vân đông cũng sáng lấp lánh mấy bại gia tử này đấu giá hung mảnh thêm một chút nữa đi nàng hiện tại thực thiếu tiền a nhưng mà hiện thực lại tàn khốc thực mau một quản sự nguyên bản đi theo bên người liễu lão gia bước xuống đại sảnh, đi đến bên người bọn họ nhỏ giọng nói, lão gia nói, cố cô nương muốn nhân cơ hội này kiếm ít tiền cũng không sai, chỉ là không quá tốt, rốt cuộc sau này cố cô, cô nương sẽ làm sinh ý về đường trắng, chuyện này cũng không phải là việc làm ngày một ngày hai hay là bán số lượng ít, sau này lại mua đường trắng công tử ca cảm thấy giá cả quá cao, chỉ sợ sẽ gây thù chút quán, người ở đây đối với cố cô, cô nương ấn tượng cũng sẽ không tốt. Sau này mua bán sẽ chịu ảnh hưởng, vậy thì mất nhiều hơn được, làm buôn bán vẫn là nên dĩ hòa vi quý." Thiệu Thanh Viễn ở một bên nghe vậy, cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái, Liễu lão gia nói rất có lý, hơn nữa tốt nhất vẫn là đem đường bán cho Đào gia. Cố Vân Đông biết Liễu lão gia đây là đang nhắc nhở chính mình, sợ nàng tuổi còn nhỏ chịu đựng không được dụ hoặc, nàng là có thể tiếp thu ý kiến của người khác, đôi mắt thực mau từ tiền 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 trở nên bình tĩnh trở lại. Nàng hít sâu một hơi, đối với quản sự kia nói, đa tài liệu bá phụ, vân đông minh bạch, quản sự liền yên tâm trở về ghế lô. Cố Vân Đông mắt thấy cái giá mọi người đưa ra càng lúc càng thái quá, thậm chí có người vì khí phách chi tranh trực tiếp tiêu tới 400 lượng, hơn nữa xem tình huống những người khác còn không có dừng lại tính toán. Nàng trong lòng thầm lau một chút mồ hôi, chính mình thiếu chút nữa bị tiền tài ăn mòn rồi. Mọi người đều yên lặng một chút. Cố Vân Đông đột nhiên mở miệng, đám người đang tranh nhau đến mặt đỏ tay hồng tức khắc khắc ngừng lại, liền nghe được nàng nói, thật không phải với mọi người, đường này vẫn là phải cho đào gia, rốt cuộc lúc trước đã nói như vậy rồi, đào hành nguyên bản còn đang tức giận, hiện giờ vừa nghe lời này tức khắc cao hứng, không nghĩ tới cố vân đông nói tiếp, chỉ là liệu thiếu gia có nói sai một câu rồi. Lúc trước trưởng quầy kia nói lấy giá cả gấp 10 lần mua trở về, đây là giá cả gấp 10 lần của đường trắng này mà đường trắng này không bao lâu nữa sẽ xuất ra thị trường, đến lúc đó định giá là 100 văn một cân, nơi này là 20 cân, chính là 32 lượng bạc, gấp 10 lần đó là 320. Cho nên đào thiếu gia, chỉ cần đưa 320 lượng này, đường chính là của ngươi, cái này thật ra không sai, tần văn tranh mang tin tức về nói, triều đình bên kia định giá chính là 100 văn tiền một cân đường trắng. Cố vân đông cảm thấy giá cả này kỳ thật cũng còn tốt, không ít người vẫn là có thể mua nổi. Nàng nhớ rõ trước kia ở Anh quốc đường trắng chính là mặt hàng xa xỉ chỉ có quý tộc mới có thể dùng, thậm chí người ở đây nghe thấy giá cả này, đều cảm thấy thực có thể tiếp thu, mới vừa rồi kêu giá thế nhưng một lần lại một lần kêu tới 600 lượng rồi. Đào hành thật muốn học máu, hắn lúc trước đến 80 lượng còn ngại đắt, hiện giờ thế nhưng muốn 320 lượng, không cho, ai muốn thì muốn đi, nhưng không đợi hắn nói ra, liền nghe được một đạo thanh âm uy nghiêm phía sau truyền đến đào hành cho nàng đào gia còn không đến mức lật lọng khi dễ một cô nương gia đào hành đột nhiên quay đầu lại liền nhìn thấy phụ thân nhà mình nguyên bản còn ở trong sương phòng sắc mắt mặt thập phần khó coi cố tình đứng ở nơi đó không chỉ có đào lão gia còn có huynh trưởng mà đào hành vô cùng chán ghét là đào phong đào phong giờ phút này trên mặt mang theo ý cười biểu tình tràn đầy vui sướng khi người gặp họa đào lão gia đã đi lên phía trước, đối với Liễu Duy cùng Cố Vân Đông nói, đào gia nhận đánh cuộc chịu thua, Liễu Thiếu Gia thật là bản lĩnh, nhận thức bằng hữu cũng không phải phàm nhân. Liễu Duy trong lòng thầm mắng một câu lão cáo già, trên mặt lại cười hì hì mở miệng, đa tạ khích lệ đa tạ khích lệ, đào hành dưới ánh mắt sắc bén của đào lão gia, cuối cùng vẫn là lấy 320 lượng bạc giao cho Liễu Duy. Liễu Duy tay vừa thu lại, liền tiếp đón Cố Vân Đông cùng Thiệu Thanh Viễn đi lên lầu hắn là không muốn cùng đào lão gia nhiều lời, dù sao cái gì nên đến tay cũng đã đến. Cố vân đông trong lòng cũng vừa lòng, đỉnh đầu cuối cùng cũng không còn túng quẩn, có bạc này, nàng có thể mua đất mua ruộng làm xưởng thu mua mía. Cuộc sống đang từ từ từng chút một tốt lên, nhớ tới khoảng thời gian từng ở mặt thế trước đó, hiện giờ phản phất thực sự như ở thiên đường. Cố vân đông bước chân nhẹ nàng, chỉ là đi được hai bước đột nhiên phát hiện thiệu thanh viễn không theo kịp, nàng sửng sốt một chút, xoay đầu liền thấy ánh mắt của hắn nặng nề nhìn điểm nào đó, theo tầm mắt hắn nhìn lại, cố vân đông nhịn không được kỳ quái, thiệu thanh viễn, nhìn đào lão gia làm gì, như thế nào, ngươi nhận thức đào lão gia, thiệu thanh viễn hoàng hồn, chậm rãi lắc đầu, đối với nàng cười nói, không quen biết, đi, đi lên đi, cố vân đông tuy rằng tò mò, nhưng hắn tự hồ cũng không nguyện ý nhiều lời, liền cũng không hỏi lại. Bọn họ đi theo Liễu Duy một lần nữa trở lại ghế lô Liễu Gia, mà giờ phút này ở đại sảnh dưới lầu mọi người lại đột nhiên phản ứng lại đây, ngay sau đó đồng thời hướng lên lầu nói, cô nương, lời ngươi nói chính là thật sự. Đường trắng này thật mau là có thể mua được, đúng vậy, vậy chúng ta phải đi đâu mới mua được, cửa hàng nào vậy? Thật sự chỉ cần 100 văn là có thể mua được một cân rồi sao? Cô nương xin dừng bước, ta là nhị thiếu gia Cao gia, ngươi có thể hợp tác cùng Cao gia chúng ta bán ra đường trắng, Cao gia chúng ta, cút đi cô nương ta là phó gia, các ngươi một đám cũng đừng có mà suy si tâm vọng tưởng, không thấy được bên kia có liễu gia xử lý sao. Cô nương kia khẳng định cùng liễu gia hợp tác rồi, lời này vừa ra, những người khác đều ngừng lại, cũng không phải sao, liễu gia so với bọn hắn đều có tiền hơn, như thế nào cũng không tới phiên bọn họ, chỉ là chung quy vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn là có không ít người tiến lên muốn cùng cố vân đông trò chuyện. May mắn Liễu Duy mang theo bọn họ chạy trốn mau, sau khi vào ghế lô Liễu lão gia lập tức để quản sự nhà mình ra cửa ứng phó, lúc này mới làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tương phản lúc này chính là Đào gia, một nhà ba người cũng không đi về ghế lô nữa, Đào lão gia thậm chí còn không muốn ngốc trong tửu lâu thêm chút nào nữa, mang theo hai nhi tử xoay người liền đi rồi. Đào Hành vừa đi, trong mắt lại một bên xoay chuyển, chờ sau khi lên xe ngựa, hắn liền lập tức tiến đến bên người Đào lão gia nói: "Cha, người liền cam tâm để chúng ta thua năm gian cửa hàng này sao? Liễu gia kia căn bản chính là cố ý, đường trắng kia chắc chắn đã sớm chế được rồi, còn cố ý làm một bộ dáng sắp thua, đồ tiểu nhân âm hiểm, đào lão gia trong lòng cũng rất bực mình, đối với đứa con trai này cũng rất thất vọng, đó cũng là do ngươi sơ suất, dễ dàng như vậy cũng bị trúng bẫy, nói xong liền nhắm mắt lại, không chịu để ý đến hắn nữa, đào hành cắn chặt răng, cha, việc này là ta suy xét không chu toàn, ta nhận phạt. Nhưng chúng ta cũng không phải là không thể đòi lại chứ, Nga, vậy ngươi muốn đòi lại như thế nào? Hỏi chuyện chính là Đào Phong, nhìn Đào Hành bằng ánh mắt thực khinh thường. Đào Hành cũng không nhìn hắn một chút nào, tiếp tục cùng Đào Lão Gia nói, cha, họ cố kia chỉ là một nha đầu ở nông thôn, chúng ta hoàn toàn có thể bức nàng đem phối phương giao ra đây. Bang, Đào Hành vừa mới nói xong, trên mặt liền ăn một cái tác thật mạnh, hắn không thể tưởng tượng bụng mặt, trừng mắt nhìn cha hắn cha người đánh ta ngươi đừng có mà bày ra trò gì nữa cho ta còn dám đi ra ngoài gây họa ta đánh gãy chân của ngươi đào lão gia vẫn luôn cố gắng áp xuống lửa dân thua năm gian cửa hàng hắn không tức giận sao bị nhiều người chê cười như vậy hắn không tức giận sao lúc trước nhà bọn họ có bao nhiêu kiêu ngạo đắc ý hôm nay liền có bấy nhiêu châm chọc nang tham mặt mũi của hắn hoàn toàn mất đi rồi còn phải đích thân xuống đại sảnh giúp nhi tử giải quyết tốt hậu quả, giữ gìn chút tôn nghiêm cuối cùng của đào gia. Hiện giờ đào hành không có một chút hối hận cũng liền thôi đi, cư nhiên còn nghĩ ra chủ ý ngu ngốc kia. Đào lão gia có ý muốn nhẫn nhịn đợi đến nhà lại giáo huấn hắn cũng không còn, hận không thể ngay lập tức đá hắn xuống xe ngựa. Nhưng đào hành ở trong nhà luôn luôn được sủng ái đã quen, cha hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng đánh qua hắn, hiện giờ lại làm trò trước mặt đại ca tác hắn cha vì cái gì đào lão gia hít sâu một hơi quay sang đào phong nói ngươi nói cho hắn đi nhị đệ ngươi như thế nào đến bây giờ vẫn nghĩ không thông thế đào phong lắc đầu vẻ mặt thất vọng nói cô nương kia xác thật chỉ là một nha đầu nông thôn nhưng liễu gia không phải liễu lão gia làm buôn bán nhiều năm như vậy sẽ không biết đường trắng này vừa xuất hiện sẽ rước lấy phong ba lớn nhường nào chẳng lẽ lại không biết có ít nhiều đôi mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm nghĩ cách đoạt lấy cái món mồi béo bở này hắn nếu đã dám lấy ra được liền chứng minh đã đem các mặt đều suy xét thỏa đáng không sợ có người sinh ý nghĩ bậy bạ đào phong thở dài mà thật sự là chẳng những chúng ta không thể có ý nghĩ này ngay cả liễu gia e rằng cũng chen vào không lọt cái sinh ý đường trắng kia đi đào phòng nguyên bản cũng không ở cẩm tú lâu hắn là thu được tin tức nên mới chạy đến nói cho đào lão gia miễn cho đào gia gặp tai ương đào hành vẻ mặt không tin ngay cả liễu gia cũng không hợp tác được ngươi lừa ai thế chỉ bằng một cái nha đầu nông thôn có thể làm thành bậc này sao nàng là không cùng liễu gia hợp tác nhưng nàng cùng đào phong lấy ngón tay chỉ chỉ trên trời ngươi dám động sao đào hành nuốt nuốt nước miếng tức khắc một câu cũng không dám nói đào lão gia cười lạnh một tiếng sau khi trở về ngươi liền ngoan ngoãn ở trong viện đọc sách cho ta một tháng không cho phép ra khỏi nhà sự tình phía sau toàn bộ giao cho đại ca ngươi có nghe hay không đào hành mở to hai mắt nhìn nhưng đào phong lại gật đầu biểu tình nghiêm túc gật gật đầu cha yên tâm ta sẽ hảo hảo làm tuy rằng sự tình đường trắng chúng ta thất thủ nhưng mua bán vẫn là có thể ta giờ liền hồi tửu lâu tìm vị cố cô nương kia nói chuyện ân đào phong xuống xe đào lão gia lúc này mới mang theo đào hành về nhà chỉ là đào phong chú định là phải bất lực trở về cố vân đông nhân lúc quản sự liễu gia ứng đối với người ở dưới lầu liền cùng thiệu thanh viễn được liễu duy mang theo rời đi từ cửa sau tử lâu chờ đến khi ba người lên xe ngựa mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi liễu duy nói cố nha đầu ngươi yên tâm đi cha ta có thể thu xếp được chuyện bên này ngươi cũng không cần lo lắng những người đó sẽ tìm phiền toái cho các ngươi ở vĩnh phúc thôn tần đại ca sẽ chống đỡ hô ta cũng không nghĩ tới những người này sẽ điên cuồng như vậy. Liễu Duy hắc 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 cười, đột nhiên hướng đến trước mặt nàng giơ tay ra, nếu không phải Thiệu Thanh Viễn duỗi tay trắng một chút, hắn đều thiếu chút nữa sẽ xoa đầu Cố Vân Đông. Cố nha đầu, hôm nay ngươi đã giúp ta một đại ân lớn như vậy, muốn cái gì thì cứ việc nói, chỉ cần là việc ta có thể làm, nhất định sẽ hỗ trợ hết mình, nghĩ muốn cái gì. Cố vân đông sờ sờ cầm, nàng đương nhiên muốn nhất chính là bạc, liễu gia này không phải là có rất nhiều tiền sao bất quá hiện tại sao, con ngươi cố vân đông đảo quanh, ta muốn một gian cửa hàng, liễu duy sửng sốt, đột nhiên phản ứng lại đây, đúng đúng đúng, ngươi phải làm mua bán, khẳng định phải cần cửa hàng. Vừa lúc, ta hôm nay thắng đào hành năm gian cửa hàng, ta nói cho ngươi, mấy cửa hàng này cũng không kém, cho ngươi chọn lựa, cho ngươi hai gian, hào phóng như vậy. Cố vân đông vẫn là thực minh bạch, tuy rằng liễu duy thắng tiền đặt cược là nhờ vào mình nhưng đào hành bỏ ra nhiều như vậy cũng là vì muốn hố liễu gia liễu gia cũng yêu cầu lấy ra đồng dạng tiền đặt cược đánh cuộc này mới có thể thành lập nàng cũng không phải kẻ quá tham lam nguyên bản chỉ nghĩ muốn một gian cửa hàng liễu duy cười đến đắc ý ta luôn luôn hào phóng nói nữa lần này còn may mà có ngươi tới 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 ta giới thiệu một chút cho ngươi về năm gian cửa hàng ngươi cứ chọn nếu là có thể, kỳ thật thực, thực tiếp mang nàng đi xem mấy gian cửa hàng kia tương đối tốt, bất quá hiện giờ cửa hàng còn không chưa thể tới được, vì chưa đến quan sai chứng nhận chuyển tên. Cố Vân Đông một bên nghe một bên trầm tư, thỉnh thoảng hỏi chút ý kiến của Thiệu Thanh Viễn. Chờ đến khi Liễu Duy nói xong toàn bộ, cũng giới thiệu lợi và hại của từng gian, Cố Vân Đông trong lòng cũng hiểu rõ, ta muốn gian cửa hàng ở thành Đông có chứa hậu viện kia, cửa hàng kia vị trí tốt cách học đường của Tần Văn Tranh không xa, lại có chứa một hậu viện rất lớn, có thể ở lại. Về sau Vân Thư đi học nếu không tiện về nhà, có thể đến đó ở, hậu viện còn có một cái giếng, phòng cũng có ba bốn gian. Cửa hàng chung quanh cũng náo nhiệt, không ít nhà giàu có ở phượng khai huyện cũng sống ở vùng đó, phong cảnh cũng không tồi. Cố Vân Đông chỉ cần một gian cửa hàng này, một là cửa hàng này là cửa hàng tốt nhất lớn nhất, những cái khác tuy rằng cũng không tồi nhưng cũng không có làm nàng đặc biệt tâm động, hai là nàng mới từ bên đào hành được 300 lượng bạc, nếu còn muốn hai gian cửa hàng liền có vẻ quá mức tham lam, Liễu Duy tuy rằng không ngại, nhưng những người khác của Liễu gia nghĩ như thế nào cũng không biết. Cố Vân Đông cũng hiểu được một vừa hai phải, lại nói nàng thật mau liền có nguồn thu nhập, sau này muốn cửa hàng nào thì chính mình mua. Liễu Duy khuyên nàng vài lần cũng không được, đành phải thôi quay đầu lại trực tiếp đi nha môn đem khế ước cửa hàng đó chuyển cho nàng. Mấy người nói thêm vài câu, xe ngựa đã tới chỗ người môi giới ở hồ lô hẻm. Sáu nhân khẩu đồng gia đã sớm chuẩn bị tốt chờ nàng, chỉ là cố vân đông chỉ có một chiếc xe ngựa, chừng này người cùng ngồi thì có vẻ quá chen chút. Người đồng gia tỏ vẻ chính mình có thể tự đi đường, bất quá cố vân đông không đồng ý, dù sao có liễu duy ở đây, mượn xe ngựa của hắn một chút cũng không sao, thời gian đã không còn sớm, một đám người lên xe ngựa liền thẳng đến cửa thành nhưng mà xe ngựa đi không bao lâu cố vân đông lại bỗng nhiên kêu dừng nàng là đang ngồi trong xe ngựa của liễu duy lái xe chính là thiệu thanh viễn thiệu thanh viễn đem xe ngựa dừng lại liền thấy cố vân đông nhảy xuống trực tiếp bước vào một gian cửa hàng hắn ngẩng đầu nhìn nhìn phát hiện là cửa hàng cắt may trang phục giống như là gian hàng của bành gia cố vân đông vào không đến một khắc liền ra tới trong tay cầm theo một tay nải lên xe đi thôi, thiệu thanh viễn tò mò nhìn nhiều thêm hai lần, lại không hỏi, xe ngựa thực mau ra khỏi cửa thành, thẳng đến vĩnh phúc thôn mà đi, hai chiếc xe ngựa một trước một sau vào thôn, lại là trực tiếp đi đến bên kia chân núi, trong thôn người đã thấy nhiều nên không nghị luận gì, nhưng thật ra mấy người đồng gia, trừ bỏ đồng lão đại lái xe ở bên ngoài, những người khác đều là an an phận phận ngồi ở trong xe ngựa, đến màn xe cũng chưa mở ra một chút. Nhưng tâm lý lại vẫn là có chút thấp thỏm, thời điểm chủ mới của họ là vị cô nương kia đến mua bọn họ, cũng không nói thêm cái gì, hiện giờ mới biết được bọn họ đây là vào thôn. Xe ngựa dừng lại ở cửa từng gia, sáu người đồng gia nhất nhất xuống xe, ngước mắt liền nhìn đến căn nhà gỗ có chút cũ trước mặt, tuy là đã có lòng chuẩn bị, bọn họ cũng có chút khó có thể tin. Đặc biệt là khi Cố Vân Đông mang theo bọn họ vào sân sau, nhìn đến tường viện thấp bé đường đi nhỏ hẹp, mấy người này càng là hai mặt nhìn nhau chủ nhà nhà của chủ nhân bọn họ thế nhưng là cái dạng này người đồng gia thật sự nghĩ không thông chủ nhân tiêu một số bạc lớn như vậy để mua cả nhà bọn họ như thế nào lại không lấy ra để sửa nhà đây cho đến khi cố vân đông đối với bọn họ nói nhà của chúng ta vừa mới xây xong không bao lâu phải vài ngày tới mới có thể dọn đi vào ở hai ngày này các ngươi trước tiên cứ ở bên này chấp vá một chút nam thì ở bên nhà của thiệu gia nữ thì ở bên này đây là đổng thẩm nơi này là nhà của nàng phòng của các ngươi đổng thẩm đã hỗ trợ thu thập sắp xếp trước tiên đem hành lý bỏ xuống rồi đi nhìn xem đi đổng tú lan biết nàng sáng sớm đã ra cửa đi mua người làm liền nhanh nhẹn đem một gian phòng không ai ở của nhà mình sửa sang lại thiệu gia bên kia cũng có thể dành ra một gian phòng vừa lúc có thể an bài người đồng gia vội vàng gật gật đầu chờ đến khi cố vân đông giới thiệu những người khác xong nữ nhân liền đi theo đổng tú lan vào phòng nam nhân đi theo thiệu thanh viễn đi nhà cách vách thời điểm đi ra ngoài vừa lúc nhìn thấy nhà xanh gạch ngói khang trang của cố gia một đám trong lòng đều có chút kinh ngạc cảm thán không nghĩ tới ở địa phương nông thôn này còn có kiểu nhà ở như vậy không biết chủ nhân căn nhà này là người nào người đồng gia đều là người chân thật đặc biệt là đến một cái địa phương xa lạ ít nhiều đều có chút nơm nớp lo sợ bởi vậy khi thấy có công việc liền lập tức chạy ra hỗ trợ múc nước đốt củi nấu cơm chiều cơm chiều rất phong phú rốt cuộc trong nhà thêm người lại kiếm được nhiều tiền như vậy là sự kiện đáng giá để chúc mừng thời điểm ăn cơm cố vân đông thuận tiện nói về sự tình muốn mở cửa hàng người từng gia đều thật kinh ngạc có cửa hàng rồi sao ở nơi nào bao lớn là tính toán bán đường trắng sao cố vân đông gật đầu là dùng để làm nơi mua bán đường trắng ở ngay thành đông bên kia bất quá hiện tại cửa hàng còn chưa có đến được qua mấy ngày nữa mới có thể dùng, đến lúc đó còn muốn nhờ phùng thuốc hỗ trợ sửa chữa bố cục bên trong một chút, chờ đến thời điểm khai trường sẽ mời mọi người đến xem náo nhiệt, Đổng thị thật cao hứng, được, nhất định đi, cố vân thư âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn còn lo lắng sau khi trong nhà mua hạ nhân cũng không còn tiền, cả ngày đều rối rắm muốn hay không trước thiếu quà nhập học của lão sư, chờ thêm mấy năm nữa lại cấp. Hiện tại nghe đại tỷ nói trong nhà có cửa hàng có thể buôn bán, có nơi để kiếm ra tiền vậy không vấn đề gì cố vân thư yên tâm ngay cả cơm chiều cũng ăn hết một chén lớn cố vân đông vừa quay đầu lại liền thấy được biểu tình của đệ đệ nhà mình tức khắc có chút đau đầu đệ đệ này của nàng rốt cuộc vì cái gì lại cảm thấy nhà mình nghèo đến nỗi quà nhập học cho lão sư cũng không mua nổi nàng rõ ràng biểu hiện thực là một bộ dáng có tiền a tuổi còn nhỏ đã lo lắng rốt ruột như thế coi chừng sau này lớn không nổi Cơm nước xong xuôi, nhân thủ đồng gia nhanh nhẹn bắt đầu thu thập dọn dẹp sạch sẽ. Cố vân đông trở về phòng của mình, không tới trong chốc lát, cầm cái tay nãy lúc ở huyện thành đã mua ra. Mọi người đều đang bận việc, không thấy được nàng. Cố vân đông từ cửa sau từng gia đi ra, trực tiếp đi nhà cách vách. Thiệu thanh viễn đang cho ngựa ăn, xe ngựa liễu gia tạm thời nghỉ ở nhà hắn. Liễu Duy nói, khi nào rảnh thì mang đến trả lại là được. Khi nhìn thấy cố vân đông tiến vào, Hắn còn hơi hơi ngẩn ra một chút, động tác trong tay không khỏi dừng lại. Cố Vân Đông cười vỗ vỗ tay nải trong tay, trực tiếp giao cho hắn, "Cái này cho ngươi." "Cái gì?" Thiệu Thanh Viễn đã nhìn ra, này còn không phải là tay nải nàng từ trong cửa hiệu trang phục lấy ra sao? "Quần áo." Thiệu Thanh Viễn nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn tay nải trong tay. Sau một lúc lâu, hắn mới ngưng thở, đem tay nải mở ra. Ngay sau đó, một kiện quần áo màu xanh đen lộ ra mới tin, làm cho người trước mắt lộ ra ánh mắt sáng quắc. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, thanh âm hơi hơi ám ách, ngươi, đưa ta, cố vân đông ho nhẹ một tiếng, đúng vậy, ta đây không phải là thấy ngươi lần trước đi vào trong núi săn thú, thời điểm trở về kia quần áo đều rách nát hết sao, cũng không thấy ngươi mua cái khác, liền dứt khoát cầm một cuộn vải của mình đi cửa hàng trang phục nhờ người ta làm một bộ, trước cuộc về sau ngươi là người hợp tác cùng với ta, đi buôn bán cũng phải ăn mặc tốt một chút, bằng không người ta lại cho rằng ta là người tham tiền bắt nạt ngươi. Nàng nói một hơi xong, thở phào, cuối cùng cũng tìm được cái cớ để tặng hắn cái này. Khóe miệng thiệu thanh viễn không chịu khống chế hướng lên trên, duỗi tay muốn vuốt ve quần áo, lại lập tức thu trở về, đem tay nải một lần nữa nhét vào trong lòng ngực cố vân đông, chính mình quay đầu liền chạy đến lu nước bên cạnh, múc hai gáo nước bắt đầu tỉ mỉ rửa sạch tay. Cố vân đông ngay từ đầu còn không hiểu ra làm sao, cho rằng hắn không thích, không nghĩ tới sau khi hắn tỉ mỉ rửa sạch tay, lúc này mới bắt đầu thật cẩn thận tinh tế vuốt ve bộ quần áo, khuôn mặt đầy ve vui sướng, trong nháy mắt kia, nàng đột nhiên cảm thấy sống mũi có chút chua xót. Đổng thẩm đã nói qua thân thế của thiệu thanh viễn, nói hắn từ nhỏ đến lớn đều bị dưỡng phụ dưỡng mẫu không thương, quần áo đều là nhặt đồ rách của người khác rồi chắc vá thành của mình người khác còn không mặc thì có thể là loại tốt lành gì, đặc biệt là mùa đông, sợi bông đều đã cứng lại hoàn toàn không còn ấm áp, cứ như vậy hắn còn mang thêm mấy năm nữa, cố tình hắn lại lớn nhanh, thường xuyên lộ tay lộ chân bị người ta chê cười, cho đến sau khi gia gia hắn qua đời, hắn mới tự mình đi cửa hiệu trang phục mua cho mình hai bộ quần áo, cứ như vậy đổi qua đổi lại mặc đến bây giờ, bây giờ chỉ sợ là hắn lần đầu tiên nhận được quần áo người khác tặng đi. Khụ "Thích sao?" Thiệu Thanh Viễn lập tức gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Vân Đông, ánh mắt nóng rực, "Ngươi biết kích cỡ của ta, điểm chú ý có phải hay không sai rồi? Ta đoán đại khái thôi, cũng không biết là có vừa người của ngươi hay không, ngươi đi thử một chút đi, nếu không thích hợp thì nói ta, cầm đi sửa lại là được, vừa người." Thiệu Thanh Viễn không chút nghĩ ngợi nói, Cố Vân Đông khóe miệng run rẩy một chút, đột nhiên có chút chịu không nổi ánh mắt của hắn, chạy nhanh nói: vậy thì được rồi ta ta liền đi trở về a à, nàng nói xong liền chạy nhanh về nhà thiệu thanh viễn không nhúc nhích chỉ là vẫn luôn nhìn bóng dáng của nàng cho đến khi nàng rời đi mới rủ mắt nhìn xuống tay nải trong tay khóe miệng ý cười càng lúc càng lớn hắn thực mau xoay người vào phòng cầm lấy quần áo mới đi thay thật đúng là thực vừa người mặc ở trên người cảm giác rất ấm đặc biệt thoải mái chỉ là ngay sau đó hắn lại nhanh chóng cởi ra nhẹ nhàng gấp gọn đặt ở một bên. Ngay sau đó lại đem bộ quần áo rách tung tóe ban đầu của mình mặc vào, cầm cung tiễn liền ra cửa, trực tiếp đi lên núi. Cố vân đông còn không biết, sau khi nàng trở về từng gia liền đi ngủ. Kỳ thật nàng cũng có nghĩ tới cầm miếng vải kia nhờ đổng thị hỗ trợ làm một chút, chỉ là ngày ấy như bị ma xuôi quỷ khiến nàng cầm vải dệt đi ra, đến huyện thành nhờ tiệm quần áo làm một bộ. Cố vân đông ngủ một mạch đến sáng, Ngày thứ hai nàng liền đi tìm Trần Lương, mua đất. Trần Lương cả kinh, thiếu chút nữa phun ra ngụm nước vừa mới uống, lại mua đất. Nàng còn có bạc sao? Lần này là mua đất xây nhà, ta muốn mở một cái xưởng, xưởng. Trần Lương đôi mắt sáng rực, thôn bọn họ cũng không phải thực giàu có, thôn dân cũng đều là dựa vào mấy mẫu ruộng kia để duy trì sinh kế, chỉ có vài thôn trong huyện là có xưởng, cho dù chỉ là một cái xưởng nho nhỏ, chuyên môn làm nghề một thì mấy thôn đó ở trong miệng của người trong trấn trên cũng là nổi danh thôn dân cũng đi theo nhiều hoặc ít dính chút hào quang cuộc sống trong nhà cũng khá hơn một chút hiện giờ thôn của bọn họ thế nhưng có xưởng trần lương có chút kích động đứng lên ở nhà chính đi tới đi lui qua một lúc lâu sau mới bắt đầu bình tĩnh trở lại rồi nghĩ đến chính sự xưởng này của ngươi là tính toán làm gì quy mô bao lớn ngươi đã có tính toán hết chưa nếu là mở xưởng đó cũng không phải là đùa giỡn đương nhiên là đã có tính toán hết rồi trần bá yên tâm xưởng này của ta là tính toán làm đường ta muốn trước tiên mua năm mẫu đất chờ ra xuân năm nay liền xây hiện tại xây cũng không còn kịp rồi cây mía đợi đến mùa mới thu hoạch chờ đến khi nàng xây xong xưởng cây mía vẫn chưa thu hoạch được lại nói phùng đại năng hiện giờ đang mang theo người giúp hai hộ chạy nạn bên kia xây nhà ở cũng tìm không ra thời gian rảnh để làm việc bên này đến nỗi trong khoảng thời gian này chỉ có thể nhìn xem địa phương nào có thể mua hay là phải thuê để dùng trước trần lương nghe được nàng nói đại khái liên tiếp gật đầu cuối cùng bàn tay vung lên được năm mẫu đất vẫn là muốn khối đất ở chân núi đúng không đúng vậy nhưng là khoảng cách với nhà nàng cũng không thể quá gần bằng không nếu có chuyện gì sẽ dễ bị loạn chỉ là đến khi cố vân đông sắp rời đi trần lương vẫn là ấp úng hỏi cái này vân đông a sau khi ngươi xây xưởng xong, khi mướn người, có thể trước tiên tuyển người từ trong thôn được không? Cố vân đông sửng sốt, cười nói, đó là đương nhiên, trong khoảng thời gian này thúc bá trong thôn cũng giúp ta không ít, ta khẳng định nghĩ đến bọn họ đầu tiên. Bất quá khi ta mướn người khẳng định muốn mướn tay chân cần mẫn làm việc lưu loát, những người gian dối thủ đoạn thì không cần, đó là đương nhiên. Trần Lương liên tục gật đầu, cao hứng phấn kích sắp điên rồi cố vân đông thật sự cảm thấy hắn là một thôn trưởng tốt một lòng một dạ suy nghĩ giúp đỡ thôn dân cùng vị tộc trưởng trước kia của cố gia so sánh quả thực là khác nhau như trời với đất nàng đi trở về trần lương lại còn đứng ở cửa khóe môi treo lên ngốc hề hề cười chu thị đi ra hơi hơi cảm thán nha đầu cố gia về sau khó lường a chuyện lần trước nàng nói người nói chúng ta có phải hay không nên nghe một chút nàng chỉ chính là lần trước cố vân đông lại đây nói chuyện học đường mà ngưu đảng đang đi học phu tử kia kỳ, kỳ thật bọn họ đều rất vừa lòng cũng cảm thấy người ta dạy dỗ không sai học sinh không phải chỉ là đọc sách là được sao Nông vụ trong nhà thì có người lớn làm nơi nào còn đợi hắn nhúng tay. Cho dù phu tử không nói, bọn họ cũng sẽ không để ngưu đảng xuống ruộng làm việc. Nhưng Cố Vân Đông nói tương lai hài tử phải đi khảo thí, cần phải có sức khỏe có thể lực mới được giúp việc trong nhà cũng có thể cho hài tử hiểu được cha mẹ mình không dễ dàng gì để có thể kiếm tiền cho hắn ăn học, càng thêm quý trọng và nỗ lực, dù cho có nói được rất đạo lý, nhưng nàng rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu cô nương 13 tuổi, phu tử học đường người ta lớn như vậy lại còn là một tú tài, sao có thể sai đâu, nhưng ngươi nhìn xem hiện tại, cố vân đông người ta không phải là từng bước từng bước thăng tiến sao, Trần Lương cũng suy nghĩ về vấn đề này. Sau một lúc lâu nói, ta sẽ ngẫm lại thời điểm cố vân đông trở lại từng gia, phát hiện lão nương đồng gia đã ở đó. Lão nương đồng gia nói, thiệu công tử ở cách vách đánh được hưu bào, đoàn người đều đi hỗ trợ, cố vân đông kinh ngạc, thiệu thanh viễn vào núi, thiệu thanh viễn đánh xong hưu bào đã trở lại, vừa vào cửa, liền đi tắm rửa một chút, sau đó thay kiện quần áo mới kia, thời điểm đổng tú lan vào cửa. Vừa lúc nhìn thấy hắn ăn mặc đẹp để tinh thần phấn chấn ra tới, nàng không khỏi nhìn nhiều hai mắt, màu sắc quần áo kia. Tổng cảm thấy có chút quen mắt, không chỉ có Đổng Tú Lan nhìn chầm chầm hắn, những người khác trong viện thấy hắn ăn mặc một thân quần áo mới tinh đi ra, cũng không khỏi ngẩn người. Thiệu Thanh Viễn ngày thường vẫn hay mặc y phục xám xịt còn đặc biệt cũ nát, hiện giờ lại mặc một thân đồ mới như vậy, thế nhưng ngoài ý muốn làm cho người ta cảm thấy tuấn lãng cao quý lên nhiều phần, so với Liễu Duy ở huyện thành cũng không thua kém chút nào. Khi Cố Vân Đông vào cửa, nhìn thấy chính là một màn này, lập tức ánh mắt sáng lên, quả nhiên là người đẹp vì lụa, thiệu thanh viễn thật là đẹp trai a, à, đúc trước hắn quả thật là tự mình đạp đổ bộ dáng này mà, nhưng thật mau, tầm mắt cố vân đông lại rơi trên đầu hưu bào đang nằm trên mặt đất kia, mày nhướng lên, ngươi tối hôm qua vào núi sao, thiệu thanh viễn đột nhiên nghĩ đến lời nói trước đó của nàng, cho rằng nàng sinh khí, lập tức giải thích nói, ta hoàn toàn không đi vào sâu trong núi, không có gặp nguy hiểm cố vân đông nhấp nhấp môi, thấp giọng nói thầm, đi trong đêm, chưa nói đến trong núi sâu nguy hiểm, lại nói trời lạnh như vậy, muốn săn bắn gì đấy không đi ba ngày được sao, được, lần sau ta không đi buổi tối nữa, cố vân đông, nàng chỉ nói thầm có hai câu mà thôi, cũng đâu có ra lệnh cho hắn chứ, lỗ tai này của hắn cũng rất thính, nàng ho nhẹ một tiếng, lại nhìn hắn một cái, quần áo còn rất vừa người. Nói xong liền quay đầu đi xem đầu hưu bào kia ngồi xổm xuống chọc chọc mình con hưu, thế nhưng còn rất mập. Vừa lúc ngày mai chúng ta chuyển nhà, ta vốn dĩ tính toán mua thịt nướng chúc mừng, vậy là giờ không cần đi đến trấn trên mua nữa rồi. Thiệu Thanh Viễn nghe vậy, lập tức chỉ chỉ gà rừng cùng thỏ hoang bên cạnh, bên kia còn có không ít, ngày mai ăn hẳn là đủ rồi. Hắn tối hôm qua quá hưng phấn, tinh lực dư thừa, dọc đường đi lên núi này gây họa cho không ít con thú trong núi. Cố vân khả chạy đến bên người cố vân đông, lôi kéo tay nàng hỏi đại tỷ thịt nướng ăn ngon sao ăn ngon đảm bảo ngươi ăn đến chảy nước miếng tiểu cô nương tức khắc đôi mắt tỏa sáng vậy ta đây cũng hỗ trợ nàng trái phải nhìn nhìn chỉ vào gà rừng nói hỗ trợ nhổ lông đi thôi tiểu cô nương liền ngoan ngoãn chạy đến con mồi đã nhắm trước bắt đầu động thủ nhổ lông kết quả quay đầu còn chưa có nhổ được cọng nào đã bị con gà rừng mổ tay tiểu cô nương che lại tay nhỏ chụp đầu con gà rừng lại mổ ta ta à, liền đem ngươi ăn luôn." Cố Vân Đông xem đến khóe miệng co giật một chút, nhìn thấy từng Nguyệt tiếng lên liền không quản nữa. Nhưng thật ra vị cô nương đồng gia kia lại tò mò hỏi nàng, "Đại tiểu thư, ngày mai chuyển nhà, là dọn đi nơi nào a?" À? Cô nương đồng gia gọi là Đồng Thủy Đào, 14 tuổi, lớn lên nhu nhu nhược nhược, nhưng sức lực so với lão cha của nàng còn lớn hơn, ngay cả đầu hưu bào to lớn trước mặt, nàng còn có thể một tay nhấc lên. Có lẽ là sống vài ngày nên quen thuộc biết chủ nhà hiện tại của mình không phải là hung thần ác sát, lá gan liền lớn hơn một ít, Cố Vân Đông rất thích nàng, làm việc ra sức, người cũng cơ linh. Nàng có chút kinh ngạc, dọn đến nhà mới ở đối diện kì kì, thời điểm các ngươi ra cửa không thấy sao? Căn nhà rất lớn mà, Đồng Thủy Đào trừng mắt há to miệng, nàng nàng nàng, nàng đương nhiên thấy được a. À, nguyên, nguyên lai đó chính là nhà của chủ nhân nàng, sau này bọn họ cũng sẽ ở chỗ đó cố vân đông bật cười nàng còn tưởng rằng cho dù chính mình không nói bọn họ cũng có thể đoán được được trước tiên đem hưu bào còn có thỏ hoang gà rừng xử lý đi đồng thủy đào liền đỏ mặt đi xử lý hưu bào cố vân đông lúc này mới đi tìm đổng tú lan nàng muốn nhờ nàng hỗ trợ làm cặp sách cho cố vân thư mang đi học đường chỉ là nàng nhìn một vòng cũng không gặp người không khỏi hướng bên trong đi vào mới vừa đi đến bên trái phòng bỗng nhiên nghe được thanh âm của đổng tú lan tự hồ còn nhắc tới nàng, ta không nhìn lầm, y phục trên người của thanh viễn là vải của nha đầu Vân Đông. Đổng Tú Lan đang nói chuyện với trượng phu từng hổ của mình, ngươi nói xem, hai người bọn họ, có phải hay không, lời nói còn chưa dứt, đã bị từng hổ đánh gãy, đừng nói bậy, đây cũng không phải là chuyện có thể nói lung tung, ai nha, ta đây không phải là lo lắng cho hai hài tử kia sao, Đổng Tú Lan nhẹ thở dài một hơi, ngươi nói thanh viễn còn chưa tính, hắn độc lai độc vãng, cũng không ai nhọc lòng giúp đỡ chuyện cưới vợ, chính hắn cũng không để bụng, sắp 20 rồi, tiếp tục trì hoãn thế này chỉ vài năm nữa thôi là hắn sẽ thành lão quan côn trong thôn mất, Đổng Tú Lan rút cho từng hổ một ngụm cơm, Vân Đông thì sao, tuy rằng có cha có nương có người nhà, nhưng cha nàng hiện đang mất tích, nương cũng ngây thơ không hiểu sự đời, chuyện gì cũng đến phiên Vân Đông gánh vác. Nàng phải chiếu cố nương cùng đệ đệ muội muội, còn phải tìm cha, Hiện giờ còn một lòng một dạ nghĩ cách kiếm tiền, Người nói về sau này nàng lấy chồng, Người nhà nàng phải làm sao bây giờ, Từng hổ nghe vậy cũng nhịn không được gật gật đầu, Đúng vậy, qua năm sau nàng cũng 14 tuổi, Không sai biệt lắm cũng là thời điểm làm mai, Muốn nói lấy tình hình hiện giờ của Vân Đông, Người cầu hôn khẳng định không thiếu, Chính là sau khi gã chồng không thể chiếu cố nương của nàng, Người nhà chồng cũng sợ không đồng ý, Hừ, những thứ đó đến cầu hôn, hơn phân nữa là hướng về phía nhà ở kia và của cải của nàng thôi, vân đông gã đến nhà mấy người đó, khẳng định phải chịu ủy khuất, Đổng Tú Lan nói xong bỗng nhiên con ngươi sáng lên, cho nên ta cảm thấy, vân đông cùng thanh viễn kỳ thật cũng khá tốt, thiệu thanh viễn lẻ loi một mình, hiện giờ lại cùng vân đông hợp tác cùng nhau làm ăn buôn bán, không có họ hàng. Sau này con có thể giúp đỡ Vân Đông cùng nhau chiếu cố ba người dương thị, người lớn lên cũng tốt, lại có khả năng, người khác nếu muốn tới cửa tìm phiền toái một bàn tay của hắn là có thể đánh người ta ra ngoài hơn nữa mặc kệ là dương thị hay là huynh mụi vân thư vân khả đều rất thích hắn hắn cũng sẽ không nhằm vào căn nhà hay gia sản là một kẻ đáng tin muốn đổng tú lan nói nếu không phải từng nguyệt nhà nàng cùng thiệu thanh viễn kém nhau quá lớn nàng cũng muốn cho hắn làm con rể của nàng cố vân đông đứng ở cửa nghe được đại khái câu chuyện trong đầu liền hiện lên hình ảnh thiệu thanh viễn mặc bộ quần áo mới đứng ở trước mặt mình, mặt danh tim đột nhiên đập thật nhanh, nàng đột nhiên duỗi tay chụp mặt mình một chút, nghĩ cái gì vậy? Nàng qua năm sau cũng mới có 14 tuổi, còn sớm lắm, cố vân đông cũng không tìm đổng tú lan nữa, quay đầu liền ra khỏi cửa nhà thiệu gia, mời vừa đi đến sân liền nhìn thấy thiệu thanh viễn, cố vân đông nghĩ đến lời nói của đổng thị cùng từng hổ, theo bản năng trừng mắt nhìn hắn một cái. Thiệu Thanh Viễn vẻ mặt mờ mịt, mắt thấy nàng vội vã rời đi, vội nói, ta đảm bảo sẽ không đi đêm lên núi săn thú nữa, cố vân đông dưới chân lão đảo một chút, thiếu chút nữa bị té ngã, ai muốn ngươi đảm bảo chứ, bước chân nàng càng lúc càng nhanh, gần như là chạy, cho đến khi đến cửa từng da mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là ngay sau đó, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu nhỏ, uy, cố vân đông hoảng sợ, quay ngoắt đầu ra phía sau, liền thấy phía sau đống cỏ khô cách đó không xa lộ ra một cái đầu lén lút, đối với nàng, uy uy, nửa ngày, cố vân đông nhịn không được mắt trợn trắng, đi nhanh qua đó, ngươi tìm ta thì cứ việc đi tìm, làm gì mà lén la lén lút vậy, không cảm thấy như vậy càng khiến người ta chú ý hơn sao, thung tử dừng một chút, ngẫm lại thấy cũng đúng, dứt khoát đứng thẳng thân mình, hắc hắc cười hai tiếng. Lúc này tới tìm ta. Có tình huống gì sao? Cố vân đông lúc trước để thung tử đi nhìn chầm chầm hai mẹ con phương thị, hắn từ đó đến nay vẫn không tìm mình, không nghĩ tới hôm nay lại đến cửa. Thung tử đối với nàng thần bí cười hề hề, cái tươi cười kia chậm rãi trở nên đáng khinh lên. Cố vân đông nhịn không được lùi một bước nhỏ, đừng cười nữa, nói nhanh đi. Cười thật quá khó coi, khụ khụ. Thung tử ho nhẹ một tiếng, vẫn là tả hữu nhìn nhìn, mới nhỏ giọng mở miệng lúc trước ngươi bảo ta nhìn chầm chầm mẹ con các nàng, có phải hay không đã sớm đoán được là có gian tình? Hắc hắc, ngươi đoán thật là không sai. Cái Phương Thị kia a, à, nhìn bộ dáng thanh thanh bạch bạch vậy, không nghĩ tới đã sớm cùng người cấu kết làm vậy, cố vân đông, ha. Nàng phát hiện Phương Thị có gian tình, chuyện khi nào vậy? Nàng như thế nào không biết? Thung Tử lại bắt đầu cười đến đáng khinh, ngươi biết Phương Thị thông đồng với ai sao? ngươi đều đoán không được, có thể, nói trọng điểm không? Không thể tưởng tượng ngươi cư nhiên vẫn là một nam nhân thích nghe chuyện bác quái, xem cái dạng hưng phấn của người này, trên mặt có bao nhiêu thịt đều run run hết rồi. Nga, Nga, ta nói cho ngươi, nhân tình của phương thị kia chính là triệu quá độ, người quá vợ ở đầu thôn chúng ta. Sáng nay lúc trời còn chưa có sáng đâu, ta liền tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ lén lúc làm gì đó, phương thị trả lại cho tên triệu kia một bao đồ vật cũng không biết bên trong có cái gì bất quá hai người bọn họ lại giống như đang cãi nhau vậy triệu quá độ đem bao đồ kia vứt trên mặt đất xong người liền đi rồi triệu quá độ cố vân đông không quen biết a à, tuy rằng nàng nhận thức hơn phân nửa người trong thôn nhưng đầu thôn cách chân núi nhà nàng khoảng cách quá xa nàng không nhận biết thung tử còn ở đó thao thao bất tuyệt đáng tiếc là khoảng cách khá xa không nghe rõ bọn họ nói cái gì Bất Quá không nghĩ tới Phương thị cư nhiên lại coi trọng Triệu Quá Độ, lá gan đủ lớn a, à, Triệu Quá Độ thì làm sao? Cố Vân Đông tò mò hỏi, Triệu Quá Độ này, người lớn lên rất không tồi, điều kiện trong nhà cũng tốt, tuổi so với Phương thị thì nhỏ hơn 2 tuổi. Bất Quá, cái này người khác không biết, ta nhưng rất rõ người này, Triệu Quá Độ kia. Thích đánh tức phụ, thung tử nhỏ giọng nói, trước kia Triệu Quá Độ có một tức phụ nhưng đã bỏ trốn chính là chịu không nổi việc bị lão triệu đánh nàng khuya khoắt chạy ta ngày đó vừa vặn từ nhà lượng tử uống rượu trở về tận mắt nhìn thấy nhưng triệu gia ngày hôm sau lại nói nàng sinh bệnh muốn ở nhà dưỡng bên nửa tháng sau nói người ta đã chết hừ triệu gia kia chính là một kẻ sĩ diện không dám nói người chạy này là đánh tới tình trạng gì mới làm một nữ nhân ở cái niên đại giao thông không tiện này không màng tất cả mà chạy chứ phương thị cùng triệu quá độ cố vân đông cảm thấy không có quá nhiều khả năng nhưng nàng tạm thời nghĩ không ra chỉ có thể để thung tử tiếp tục nhìn chằm chằm các nàng thung tử tự hồ đối với chuyện này phá lệ ham thích nghe vậy lập tức gật đầu quay người liền chạy chỉ là chạy được hai bước lại quay về nhìn cố vân đông do do dự dự nói cái kia ta phải cảm ơn ngươi ta biết ngươi mướn cha mẹ ta làm việc lại trả cho bon họ rất nhiều tiền nói xong không đợi cố vân đông phản ứng người liền chạy mất dạng Cố Vân Đông lắc đầu, xoay người đi vào từng gia. Bởi vì nhân khẩu trong nhà nhiều, các loại thịt chuẩn bị cũng mau. Sáng sớm hôm sau, mọi người liền hấp tấp đem đồ vật dọn tới tân gia. Cố Vân Đông lấy ra cái giá BBQ đã đặt làm từ trước, thứ này rất lớn, nướng thịt hoàn toàn không thành vấn đề. Thời điểm thượng lương lúc trước còn có thỉnh khách qua đường, lần này không mời. Chỉ là Cố Vân Đông vẫn nói Cố Vân Thư đi thỉnh nhà thôn trưởng cùng nhà phùng thúc lại đây, không nghĩ tới đã gần hết ngày mấy người còn không có trở về cố vân đông dứt khoát tự mình đi xem còn chưa đến nhà thôn trưởng liền nhìn thấy một người xa lạ nhìn nàng nhiều thêm vài lần cố vân đông rất nhạy bén quay đầu liền nhìn thấy một nam nhân trung niên đứng ở cách đó không xa cố vân đông cao mày vừa định hỏi hắn là ai liền thấy người nọ cứ như là chuột thấy mèo đột nhiên cả kinh nhảy dựng lên mắng tục một tiếng rồi tất bước liền chạy cố vân đông trên mặt nàng chẳng lẽ có bốn chữ hung thần ác sát, sao? Di, kia không phải là triệu quá độ sao? phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, cố vân đông xoay đầu, liền nhìn thấy một nhà mấy người trần lương lại đây, người nói chuyện chính là chu thị, trong tay nàng còn cầm một cái rổ, bên trong đều là các loại rau dưa. triệu quá độ, nguyên lai hắn chính là triệu quá độ trong miệng thung tử. Cố Vân Đông như có điều gì đó suy nghĩ nhìn thoáng qua phương hướng chạy trốn của hắn, ngay sau đó mới hỏi Chu thị, "Ta đang muốn đi tìm các ngươi đây, Dặn Vân thư thỉnh mọi người lại đây ăn cơm, nhưng đợi hoài không thấy, còn nghĩ có việc gì trì hoãn?" Cố Vân thư đứng ở đằng sau, đang cùng Ngưu Đảng nói chuyện, nghe vậy ngẩng đầu nói, "Đại tỷ yên tâm, ta khẳng định hoàn thành nhiệm vụ, còn không phải sao?" Chu thị cười nói, "Vân thư nhà ngươi quá biết cách ăn nói." cái miệng nhỏ cứ luyên thuyên, nói là chúng ta nếu không tới sẽ cảm giác chính mình tội ác tày trời. Nhưng chúng ta cũng không thể tới tay không được a. À, ra vườn hái được chút rau, liền trì hoãn chút thời gian, thẩm quá khách khí, nói xong nàng quay đầu nhìn nhìn, không thấy được một nhà phùng đại năng. Vân Thư lúc này mới nói, quế hoa thẩm không ở nhà, phùng đại thúc nói muốn xây nhà, bận quá nên không tới. Phùng Đại Năng hiện giờ chính là một người bận rộn, từ khi giúp cố vân đông xây nhà ngói gạch xanh khang trang này xong có bao nhiêu người thỉnh đội hắn đi xây hiện giờ trước mặt là hai nhà bận tối mày tối mặt lưu quế hoa vừa lúc ngày hôm qua đã mang theo hai hài tử trở về nhà mẹ đẻ hôm nay còn chưa có trở về cố vân đông nghe xong gật gật đầu liền mang theo mấy người trần lương trở về cho đến khi tới cố gia nhà trần lương bọn họ mới biết được cố gia thế nhưng mua hạ nhân hai ngày nay cũng không nghe ai nói gì cũng quá điệu thấp đi, xem tinh thần mấy người kia, sợ là tốn một số tiền lớn, cố gia này, quả thật là càng ngày càng tốt. Cố vân đông thực mau liền đem thịt đã chuẩn bị tốt từ hôm qua mang ra đặt lên giá nướng, tự mình bôi gia vị tự chế lên, trong nháy mắt mùi hương liền tràn ngập không khí, mấy cái tiểu hài tử càng là dùng sức hít hít cái mũi, mắt trong mong nhìn thịt nướng ở trên giá nướng. Cố vân đông thử thử thịt hưu bào, ân, ngon a. À. nàng lại nướng thêm mấy sâu, xong liền tránh ra để những người khác động thủ, chính mình ở một bên cùng Trần Lương nói chuyện phiếm. Trần Lương cũng mới biết được sinh ý này của cố gia cư nhiên cùng Thiệu Thanh Viễn hợp tác, kỳ thật như vậy cũng tốt, Trần Lương đối với Thiệu Thanh Viễn ấn tượng vẫn còn tốt, không đến mức giống như những người trong thôn e sợ tránh né kiên kỵ hắn, thịt vừa nướng vừa ăn cho đến khi màn đêm phủ xuống, mọi người mới đã thèm, nhân thủ đồng gia nhanh nhẹn thu thập đồ vật, cố vân đông đứng ở trong viện nhìn nhà mới của mình, cười đến phá lệ vui vẻ. Hôm nay liền có thể ở tại nhà mới, không chỉ là nàng, Dương Thị cùng hai đứa bé kia đều vui vẻ nhảy nhót, nằm ở trên giường như thế nào cũng không ngủ được, lại tìm được cha, thì tốt rồi. Cố vân thư sâu kính thở dài một hơi, hắn rất là nhớ thương lão cha cố đại giang của hắn, trong nhà có chuyện vui, hắn đều hy vọng cố đại giang cũng ở đây, có thể để cả nhà đoàn tụ, đó mới là hoàng mỹ, cố vân đông sờ sờ đầu của hắn sẽ nói chuyện thêm một lát nữa, Cố Vân Đông liền bảo ba người đi ngủ. Ngay sau đó, ngay dưới ánh mắt trong mong của Dương Thị, quyết đoán đi phòng cách vách ngủ, ở nhà mới ngủ thật sự thoải mái, thế cho nên ngày hôm sau mọi người đều dậy trễ. Khi Cố Vân Đông mơ mơ màng màng ngồi dậy, mơ hồ còn nghĩ giống như có chuyện gì cấp quên mất.